Xin chào các bạn, lại là mình đây. Cảm ơn các bạn đã xem kênh của mình trong hàng vạn kênh khác. Trước khi vào chuyện, mình mong các bạn hãy cho mình một like và một đăng ký kênh để tạo thêm nhiều động lực để mình có thể ra nhiều video hay hơn. Mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Ra đây. Làm cái gì? Đã là thần thú thì nó có bộ dáng của thần thú, sao ái rụt rè như vậy, giống cái gì? Ra đây đứng thẳng nói chuyện. Ngươi rốt cuộc có chuyện gì? Ngươi muốn cùng đi với bọn ta? Đương nhiên. Nghe bản tôn phân phó 10 năm, ngươi đáp ứng bản tôn liền mang ngươi đi ra ngoài. Kỳ lân bọn ta là thần thú sẽ không nghe lệnh với bất luận kẻ nào. Có chí khí, vậy ngươi cứ tiếp tục ở chỗ này ăn lá cây đi. Chúng ta đi. Ta đáp ứng ngươi, các ngươi mang ta đi ra ngoài. Ta nghe lời tiểu tỷ tỷ này nói có được hay không? Mang nó theo đi cũng được, nhưng bản tôn cũng có hai điều kiện. Thứ nhất, nó có thể đi theo ngươi nhưng không thể biến thành người, chỉ có thể là thú thân. Thứ hai, lần này sau khi rời khỏi đây chúng ta sẽ lập tức chia tay, bản tôn sẽ lập không bảo hộ ngươi một ngày. Lần này là cho dù đi ra ngoài cũng là thụ cận tận bát phong, lấy công phu bây giờ của ta chỉ sợ là không xong ra được. Huống chi bên người còn phải mang theo kiểu kỳ lân nhát gan thích gốc quỷ này nữa. Trong núi này các loại thú đều sợ ta, ta cũng có thể đem tỷ răng an toàn đi ra ngoài. Tỷ để ta đi theo tỷ đi. Được, hứa hẹn lúc trước của ngươi coi như hủy bỏ, chúng ta chia đi ra ngoài liền chia tay. Tiểu nhà độc này, xem ra đối với ta không có một chút lưu luyến nào. Sau khi đã quyết định hết thảy dưới sự chủ trì của cửu tôn, nên Tuyết Mạch cùng tiểu kỳ lân thành lập 10 năm khế ước. Trong 10 năm này nếu ta không cẩn thận đến nhân loại chết thì ta cũng ngẫm theo, còn nếu ta chết thì nhân loại không có việc gì. Tiểu cô nương này nhìn có vẻ yếu ớt, sớm biết như vậy không bằng cùng cửu tôn thành lập khế ước. Ta sẽ không miễn cưỡng bất luận kẻ nào lưu tại bên người, tôi có thể cùng hắn thành lập khế ước, hắn nhất định sẽ đối đãi người thật tốt, nếu gặp nguy hiểm cũng sẽ không để người xung phong. Không, tiểu táo đi theo ngài. Tiểu táo, tên này là ngươi tự đặt à? Nghe nói là do mẫu thân ta đặt. Ngươi chưa từng gặp mẫu thân sao? Chưa, sau khi ta sinh ra không lâu thì phụ thân mẫu thân đều qua đời. Vậy hiện tại ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Ta chỉ mới có 2000 tuổi thôi. Đi thôi. Đây là lối ra. Tiểu táo, ngươi ở chỗ này 1000 năm mà cũng không phát hiện ra sao? Thế giới bên ngoài trời xanh, mây trắng, tiểu táo ta tới đây. Tiểu gia hỏa cửu tôn này cũng thật quá dứt khoát, nói đi liền đi. Cửu tôn này đi đâu? Cửu tôn hắn có nơi cần đến, chúng ta cũng cần cùng nhau đi là được. Vâng, ta rất lợi hạn nha, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ có thể bảo vệ cho ngài. Mà thú ở núi này đều sợ ngươi sao? Tự nhiên, ta là vạn thú chi vương mà. Hai ngày này thật sự quá mệt mỏi. Tiểu táo, ngươi bảo hộ ta. Ta trước ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đã, không thành vấn đề. Tiểu táo, tiểu hôn đáng nhận ngươi chị đi đâu rồi? Ha, ta bắt nó trở lại rồi, chị rất vui không? Rất vui, ta chạy qua hai cái ngọn núi nhỏ, bắt ba con ma thú vẫn là loại linh thú này ăn ngon, so với ăn lá cây thì ngon hơn nhiều. Xem đang ngươi quá như là bản thú chi vương, bản lĩnh cũng không nhỏ, đủ khả năng ở thế gian này tự bảo vệ mình, cũng không cần đi theo bên người ta. Sau khi xuống núi chúng ta liền chia tay đi. Chủ nhân, ngài đừng giận, tiểu tá biết sai rồi, ngài đừng không cần ta. Chủ nhân, tôi thực sự biết sai rồi, ta không thể bỏ ngài một mình ở chỗ này, về sau sẽ không bao giờ như vậy nữa. Tiểu táo, tuy nói ta và ngươi chỉ là quan hệ khế ước, nhưng ta đã sao phó tính mạng của mình cho ngươi và cũng hoàn toàn xem ngươi là bạn hữu. Vừa rồi nếu như không phải ta phản ứng nhanh, mệnh này cũng đã không còn, mà ngươi cũng sẽ vì thế mà bị liên lụy. Ta biết sai rồi, làm người còn phải xử chữ tính, nếu đã hứa với người ta thì phải làm được. Chủ nhân, còn gì nữa không? Tiểu táo, ngươi muốn ta tiếp tục mắng sao? Kỳ thật ta biết kẻ nói điều đặc biệt muốn tốt cho ta, nhiều năm trước muốn tìm một ai đó nói như vậy cũng không được, bọn họ đều chán ghét ta. Đừng đau lòng nữa, vì sao ngươi có ta? Vậy là ngài đồng ý tha thứ cho ta rồi chứ? Về sao không được tái phạm sai lầm như vậy nữa? Vâng, tiểu táo vĩnh viễn sẽ không tái phạm nữa. Ngài thực sống mẫu thân ta. Tiểu gia hỏa xem ra rất thiếu thốn tình thương của phụ mẫu. Chủ nhân, ngài đói bụng được phải không? Ta bắt con ma thú vừa rồi nướng cho ngài nhé. Kỳ quái, con ma thú nào bị con gì ăn sao? Sao chỉ còn lại nửa con vậy? Không ổn, tiểu táo mau quay lại. Ta muốn xem sẽ rốt cuộc là sức gì, thứ gì chiếm dụng công sức của ta. Tiểu táo, bộ qua đây đây. Tiểu táo. Chủ nhân, ngài đừng không cần ta. Ta tuyệt đối sẽ không để chuyện nó xảy ra nữa. Tiểu táo, chủ nhân ở đây. Phía bên kia không có đá. Cửa đầu nó bị đá hoàn toàn phong tỏa. Chủ nhân, ta cứ nghĩ rằng ngài sẽ bỏ lại ta. Ta nghĩ mình lại bị nhốt trong bóng tối vô số năm. Ta sẽ không bỏ lại ngươi. Vừa rồi ngươi không có cái nào nhảy lên sao? Nơi này thật cổ quái, ta không sử dụng được niệm lực.
niệm lực của ta cũng không sử dụng được, còn may là nội lực vẫn còn dùng được. Đi thôi, chúng ta nghĩ cách ra ngoài. Tiểu táo ở chỗ này ngươi phải nghe ta, ta không cho ngươi động vào đồ vật, ngươi tuyệt đối không được lộn xộn. Vâng, nếu muốn không liên lụy bằng hữu phải nghĩ cách nào cho bản thân mình mạnh lên, là một thần chú chân chính. Ừ, chủ nhân mũ của ta rất linh, ta đi dò đường nhé. Chủ nhân, phía trước phải đa khí tràng của ngọc thạch, thật kỳ quái, ở trong đây sao lại có ngọc thạch? Cái cửa này có chút giống như trong mấy ngôi mộ. Chủ nhân, chúng ta có cần phá cửa này hay không? Không thể phá trực tiếp, chỉ sợ có cơ quan. Ngươi đợi một chút, ta xem xét trước đã. Cứ tưởng là bên trong có thứ gì đánh lén. Chủ nhân, đây là một huyệt mộ, một cửa quan tài điêu khắc bằng thủy tinh, để dùng đầu của gia nhân trong truyền thuyết mấy ngàn năm sẽ không tắt, còn chôn ở tầng Bát Phong Thiên Thư Sơn, ai lại dụng tâm như vậy? Hiền sống cầm, đây là hiền sống cầm. Hiền sống cầm, loại đèn vừa có thể làm nhạc cụ tu tâm dưỡng tính lại có thể làm binh khí giết người. Truyền thuyết nói rằng hiền sống cầm này đã từng là tiên giới bất chí bảo, sao lại lưu lạc đến tay của ma tổ, trở thành công cụ diệt thế của ma tổ. Chủ nhân, cây cầm này ngài nghĩ biện pháp lấy ra đi, chắc chắn nó có thể trở thành một kiện pháp bảo tùy thân cho ngài, ngài công lực cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Đã vào đây rồi không thể ra tay không? Ta biết rồi, nhưng hết thể phải cẩn thận mới được. Chủ nhân, nơi này sinh ra không có nguy hiểm gì, một chút tà khí đều không có. Kỳ lân bọn ta đối với tà khí là mẫn cảm nhất, dù có một chút tà khí cũng sẽ phát hiện được. Xét thật ở bên ngoài còn cảm nhận đến sát khí, nhưng sau khi vào thì không thấy có nữa, hơn nữa lại cảm thấy có chút ấm áp. Ta đang tìm khe hở của quan tài, nếu không ta đem nó cắn bỡ đi. Này tốt xấu cũng là văn vật, ngươi sang một bên chơi đi, ta cũng muốn chết. Âm thanh thật nghe dễ tai. Dây xích này thuộc ngũ căn, mà huyện sống cầm trong quan tài thủy tinh cũng là ngũ căn, lẽ nào dây xích này cũng có thể phát ra âm nhạc? Người tự đao quan tài thủy tinh này cũng là một người tao nhã, thật không ngờ những sợi dây xích này cũng có thể tấu ra nhạc khúc. Chủ nhân, ngoài tấu cái gì vậy, nghe thôi ta đã muốn khóc rồi. Quỷ khứ là hệ từ. Hả? Nóc quan tài có vết rạn nứt, lẽ nào cơ quan nằm trên dây xích? Kết quả nghiên cứu nửa canh giờ cũng không được gì. Chủ nhân cứu ta, cái sợi dây xích này đang hút máu của ta. Vừa mới muốn cắn vào dây xích, kết quả răng liền bị mắc kẹt vào. Đã bảo người đừng có lộn xộn rồi. Bảo sao dùng toàn bộ nội lực và dây xích vẫn không đứt, quan tài này thật kỳ quái. Chủ nhân, ta muốn chết rồi, máu sắp bị nó hút cạn rồi. Tiểu táo kiên nhẫn một chút. Răng của ta, răng mất còn một lại sẽ không một hôm nay trở về, ta sẽ làm chỉ một cái răng giả, nơi này không nên đâu, chúng ta đi mau. Xác sống cuối cùng cũng thoát ra được, không khí bên ngoài thật mới mẻ. Là bọn ta cứu ngươi. Ôi vậy sao, vậy thật tốt quá. Ngươi phải báo đáp bọn ta chứ. Dĩ nhiên rồi, ta có thể để cho các ngươi lựa chọn cách chết như thế nào. Ngươi đang án báo hơn, ngươi muốn giết ân nhân cứu mạng. Vật nhỏ, ân nhân cứu mạng vốn dĩ chính là dùng để xiết, chẳng lẽ còn lấy kẻ đó lấy ân huệ này thời tới khắc khắc tôi hiếp ngươi. Ta sẽ không để ngươi tới xiết bọn ta. Xem ra ngươi lựa chọn chiến đấu mà chết được có chí khí. Ngươi là ma tổ, yêu cầu trước khi chết của ngươi chính là muốn biết ta là ai. Ta cảm thấy ngươi cũng không biết chính mình là ai. Vì sao ngươi lại cảm thấy như vậy? Vậy ngươi có thể nói bản thân mình là ai sao? Ta là... suýt nữa đã bị tiểu cô nương ngươi lừa nói ra. Ta là ai, vì sao phải nói cho ngươi? Có điều nếu đây là yêu cầu trước khi chết của ngươi, ta cũng có thể nói cho ngươi. Ta đối với việc ngươi là ai cũng một chút hứng thú cũng không có. Thật tiếc, vậy ta đây còn phải để ngươi lựa chọn một cách chết. Bọn ta tuy rằng cứu ngươi nhưng cũng không cần ngươi báo đáp. Chúng ta có thể nước giếng không phạm nước sông, coi như ai cũng không quen biết ai, như vậy như thế nào? Không được, vậy thì phá hủy lời thề của ta. Thề thề gì? Thôi được rồi, vì để ngươi được chết rõ ràng, ta nói cho ngươi nghe cũng không sao. Ta bị nhốt trong quan tài thủy tinh ít nhất 2000 năm rồi, lúc ta mới phát hiện bị nhốt ở bên trong, liền hứa với lòng nếu trong 1000 năm ai đến cứu ta, ta liền cho hắn tiền tài đếm không hết, nhưng mà không có một ai tới cứu ta. 1000 năm qua đi, vị thế tài lại hứa nguyện nếu 1000 năm nữa ai có thể cứu ta, ta chẳng những sẽ cho hắn tiền tài đếm không hết, còn sẽ cho hắn địa vị được tôn sùng nhất, ta sẽ xem hắn là chủ nhân. Nghe theo hiệu lệnh của hắn thật đáng tiếc, như cũ không có người nào tới cứu ta.
Nhưng rồi một ngày năm sau lại đi qua ngươi tức giận vì thế lại lập thời thời. Nếu ai cứu ngươi, ngươi liền giết người đó. Chẳng lẽ qua lại để kẻ đó lựa chọn cách chết? Nếu tiểu cô nương thật thông minh, cái này cũng đáng được. Cái này có quá gì khó đoán. Thứ này rõ ràng là sao chép hồng thải của nước ngoài rồi. Là cái gì truyền đến băng binh gì đó sao? Vậy ngươi lựa chọn cách chết đi. Hắn thì cảm ơn chưa động thủ. Xét về thực lực bây giờ thì mình không phải là đối thủ của hắn. Phải nghĩ cách nói thêm với hắn về câu không chừng sẽ có cơ hội. Lần đầu tiên ta nghe lại lời thề này. Nhưng mà ngươi chưa muốn xíu bọn ta cũng chưa chắc dễ dàng như vậy. Ai chết trong tay ai còn chưa biết đâu. Tiểu táo, tiểu táo, tránh sang phải. Nam tử này tùy tiện ra tay liền có uy lực lớn như vậy, trái không được nói chuyện kiêu ngạo như vậy, trực tiếp để cho bọn ta lựa chọn cách chết. Tiểu cô nương bản lĩnh không nhỏ, còn có thể đem chiêu thức của ta đỡ được một chắn như vậy. Ta có chút chuyện tiếc giết ngươi. Ta có chút liên tiếc giết ngươi. Nếu liên tiếc vậy dứt khoát không cần giết là được. Nếu là liên tiếc vậy thì dứt khoát đừng giết. Vậy thì không được, ta luôn luôn là người giữ chữ tín. Có điều ta lập lời thề là giết người đã cứu ta. Nếu là một trong số các ngươi và chỉ giết một người cũng được. Các ngươi tự mình nói xem rốt cuộc là ai đã cứu ta, ta sẽ giết kẻ đó trước. Các hạ thật có tâm tư độc ác, đây là muốn bọn ta giết hạ đứng nhau sao? Nhưng mà ta nói chuyện giữ lời nha, có thể chỉ giết một trong các ngươi. Có điều tiền đề là các ngươi phải tự mình động thủ giết chết người kia. Xử là một người, ta có thể cho người đó bằng bạc tài bảo đếm không hết, làm ngươi hoặc đó sống những ngày tháng an ổn thoải mái. Là ta cứu ngươi không quan hệ gì với chủ nhân của ta. Quả là một kỳ lân thú nghĩa khí. Thật là tóc mình nhìn ngươi nói xem ngươi như thế nào cứu ta. Là máu của ta thấm vào dây xích thủy tinh, sau đó máu sẽ khai cơ quan ở trên quan tài của ngươi, ngươi mới lúc này mới có thể thoát ra được. Máu kỳ lân xác thực là điều kiện đầu tiên để cởi bỏ phong ấn ta. Có điều muốn cởi bỏ phong ấn còn có một điều kiện, chính là còn cần dùng khóa thiên liên nệ đạn tấu ra một mỹ diệu khúc, sau đó mới có thể dùng máu kỳ lân. Dùng dây xích đạn tấu cũng là ngươi sao? Đúng vậy, dùng dây xích này đàn khúc cũng là ta. Ta cũng không biết nó còn có cái công năng này. Ngươi có thể đàn thử không? Đương nhiên, có muốn ta bây giờ đàn cho ngươi nghe một khúc hay không? Chuyện gì thế này, sao âm thanh lại thay đổi rồi? Tiểu ngu ngốc, phong ấn một khi cởi bỏ, khóa thiên liên này liền không phát ra được tiếng nhạc. Được rồi, ta tin tưởng khúc nhạc kia cũng là ngươi dùng móng vuốt nhỏ lay ra tới. Nếu tự ngươi muốn tìm chết như vậy, ta cũng không còn biện pháp. Tiểu cô nương, ngươi có thể giết nó rồi. Được thôi, nhưng ngươi mong muốn chỉ là binh khí của ta bị ngươi hủy rồi. Bây giờ hai ta trống trơn, như thế nào giết nó đây? Chủ nhân, tiểu kỳ lân ngươi vẫn quá ngây thơ rồi. Nhưng lại luôn luôn xảo hoạt như vậy, vì chính mình mà có thể hy sinh bất luận cái nào. Huống chi ngươi chỉ là thuộc sủng thú, cô ta hy sinh ngươi lại đương nhiên. Bây giờ có phải cảm giác bản thân giống đồ ngốc hay không? Ngươi có thể dùng kiếm này giết chết nó. Nặng quá. Tiểu táo xin lỗi nha. Chủ nhân, ngài đa tay đi. Tiểu táo, xem kiếm. Chỉ bằng hai người mà cũng muốn tính kế, còn ngờ trên chui kiếm này khảm độc châm. Thì đã vừa rồi chỉ là diễn cho ta xem, của tiểu cô nương bảo là không nên xem thường. Ngươi muốn làm cái gì? Khác hạ nghĩ ta sẽ làm gì nào? Ngươi quá thật thông minh, cư nhiên còn lừa được ta. Nhưng mà độc này của ngươi cũng chỉ có thể đối phó với người thường, đối với ta lại thiếu chút trình độ rồi. Ta cũng không tính độc chết ngươi. Mở nó độc châm này của ta cho dù là một con khủng long cũng có thể giết chết, không ngờ đối phó với tinh hồng y biến thái này lại vô dụng. Vậy ngươi tính làm gì? Đứng lại! Ngươi như dám nào tổn thương nó một chút, ta lập tức đem ngươi bầm thay vạn đoạn. Vậy ngươi ngoan ngoãn đưa về sau 8 bước, chúng ta một lần nữa nói chuyện điều kiện. Ngươi đừng xáo quyệt, ngươi vừa rồi cũng đã thấy năng lực nhất kiếm của ta, có lẽ không giết được ngươi nhưng dùng để hủy diệt cây cầm này vẫn là chưa giả. Hầu y biến thái này quá nhiên rất xem trọng cây cầm, bước cờ hiểm này đi đúng rồi. Ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì, ngươi buông hiện cầm ra trước đi. Một lần nữa nói chuyện điều kiện, ngươi đừng xảo quyệt. Ngươi vừa rồi cũng đã thấy năng lực nhất kiếm của ta, có lẽ không giết được ngươi nhưng dùng để hủy diệt cây cầm này vẫn là dư giả. Năng lực của ngươi không phải là niệm lực, đó là cái gì? Thưa ông thể tiết lộ, nhà đọc xảo quyệt. Thưa cô nương, ta thật thông minh, ngươi thật thông minh, ta có thừa lời khen cho ngươi. Đừng nhầm vào mắt hắn, hắn đang dùng thuật thôi miên. Sao thuật thôi miên lại không có tác dụng với ngươi? Không thể tiết lộ. Được rồi, các ngươi muốn dùng ta bàn điều kiện gì để ta thả các ngươi à? Ngươi chỉ nói đúng một nửa, ta còn có một điều kiện khác. Nếu ngươi không đồng ý, ta đành cùng cái cầm này của ngươi đồng quy vu tận thôi. Ngươi còn có điều kiện gì, mau nói ra luôn đi. Thứ nhất, ngươi phải chân chính thả hai bọn ta ra, một sợi lông cũng không thiếu.
Thứ hai, ngươi còn phải ở chỗ này mở một cái thông đạo thông ba bên ngoài, đưa bọn ta trở lại mặt đất. Thứ ba, ngươi phải thề cái đời này ngươi tuyệt đối sẽ không đối với bọn ta bất lợi. Nếu vi phạm lời thề, ngươi sẽ bị nhốt trong băng tài này 2 vạn năm. Tiểu nhà đầu, ngươi sẽ không sợ bước cho bọn ta nổi giận, đánh nát cây cầm này rồi đem ngươi giết chết hồn phi phách tán sao? Ai vô, ta sợ quá nha, ta thật rất sợ hồn phi phách tán. Nhưng mà nếu ngươi không thể cái này sau khi bọn ta lên mặt đất, ngươi vẫn sẽ gây bất lợi cho bọn ta. Đến lúc đó bọn ta như cũ khó thoát chết, so với lúc đó ủy ủy khúc khúc mà chết, chia bằng bây giờ cùng hiền sống cầm này làm bạn cùng thần khí hủy diệt. Ngắm lại như vậy cũng không thấy quá oan. Ngươi, lòng kiên nhẫn của ta có hạn, ta đếm đến 3, nếu ngươi còn không đáp ứng, ta liền đành phải cùng cái cầm này cùng sống chết rồi. Được, ta đáp ứng. Vậy ngươi thề đi. Ta xin thề đời này ta tuyệt đối sẽ không đối với các ngươi bất lợi, nếu vi phạm sẽ lại bị nhốt trong quan tài thủy tinh 2 vạn năm. Cái này ngươi yên tâm rồi chứ, trả lại cầm cho ta. Các hạ cũng xem như là người thống khoái, ta thích. Ngươi này mở ra một thông đạo lên mặt đất, đưa bọn ta đi lên đi, mới xem như chân chính viên mãn. Chủ nhân, niệm lực của ta khôi phục rồi. Nơi này người ngoài tiến vào niệm lực niệm biến hết, điện mất hết, tên này lại không bị gì, xem ra người phong ấn trên gia hỏa này đối với hắn không tồi. Người đem người phong ấn trong quan tài này là ai? Người đấy. Kỳ thật người phong ấn người đối với người vẫn là không tồi, không hoàn toàn muốn đưa người vào chỗ chết. Người làm sao biết được? Đáng thôi, dây xích này xem ra là cái thông lên mặt đất, đeo những động vật đi ngang qua hút hết nhục chuyện qua cho ngươi, làm ngươi vạn năm cũng ăn thứ gì cũng không chết đói. Người đó đối với ta xác thực cũng có một chút tình cảm, nhưng ta chưa bao giờ muốn như thế này. Người đó là nam hay nữ? Người rất tò mò à? Hay là muốn lại đi tìm nàng, bỏ nàng lại phong ấn ta một lần nữa? Người nghĩ nhiều, ta còn không có nghe nói người nào sống qua hơn 2000 tuổi, trừ bỏ đế tôn thần của đại lục này. Đế tôn hắn là thứ gì? Người còn nghe nói qua đế tôn, hắn là người lợi hại nhất hiện tại của đại lục này, được bá tánh các quốc gia xem như thần tiên mà sùng bái. Không nghĩ tới nhân loại các ngươi cũng có người tu luyện đến mức niệm cực thiên giai, xem ra có chút ý tứ. Có rảnh ta đi gặp hắn nhìn xem cái tiểu bối này có thể ngăn được ta mấy chiêu. Không nghĩ tới chỉ dăm 3 câu liền kéo cho vị đế tôn kia cái kình địch, danh ngôn có câu chỗ cao quá thì lạnh, cái vị băng sơn kia đối thủ đều không có, hiện tại kéo cho hắn đối thủ công chừng có thể làm cho sinh hoạt tính mạch của hắn tăng thêm một ít sáng đội. Có điều người phong ấn tinh xa hỏa cương nhiên so với đế tôn còn già hơn, người này lại là ấn sĩ nơi nào? Đúng rồi, cùng các hạ nói chuyện với nhau lâu như vậy cũng coi như có duyên, xin hỏi cơ nhân quý tánh của các hạ. Tỷ nhà đầu, người cảm thấy người có tư cách biết tên họ của ta sao? Tiểu táo, chúng ta đi. Này, còn phải nên lấy lòng ta sao? Tiểu táo, có phục kích. Kỳ lân, thực sự là kỳ lân. Đúng rồi, ra ngõ hẹp. Đại sư huynh, tam sư huynh, chính là nha đầu thú này hại chết và vị sư đệ sư muội. Ta hạ độc ngươi không, nhưng không có chí mệnh, các ngươi chỉ cần nghỉ tạm tại chỗ 3 canh giờ liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Các ngươi không làm theo như lời ta nói, chạy loạn tầng lục phong, không nhiên có bị mất tánh mạng cũng không liên quan gì đến ta. Ngươi nói vậy, nếu như không phải ngươi hạ độc 3 vị sư đệ muội của ta làm sao trong lúc đánh nhau bỗng nhiên vô lực, một cái xác đết phi long sao có thể làm bị thương bọn ta? Lúc đánh nhau các ngươi bị vô lực hẳn là trúng độc của đất phi long, ngươi đừng đem sai lầm do bản thân mình vô năng mà tính lên đầu người khác. Bớt nói nhảm đi, bọn ta hôm nay phải trừ ma vệ đạo. Kỳ lân, ngươi còn không mau mau tránh xa yêu nữ này đi. Trừ ma vệ đạo, hay là nói các ngươi đang dòm ngó kỳ lân của ta? Ngươi đã quên mất ngươi đã thề độc gì à? Muốn ta lặp lại cho ngươi nghe một lần không? Ngươi vi phạm thề ước sẽ không sợ lời thề độc này thực sự báo ứng ở trên người sư phụ ngươi sao? Ngươi đừng vỡ nói bậy. Sư huynh nhà đầu thú này là phế tài, làm sao có thể chạy đến tận Bách Phong được? Việc khác thường tất có yêu, tiểu nhà đầu này chỉ sợ là yêu thật, yêu vật. Đúng vậy, đã gặp yêu nhiệt nào có đạo lý nào không trừ. Tiểu yêu nữ, ta cũng không phải là hướng ngươi trả thù, ta muốn trừ ma vệ đạo. Các ngươi vì đối phó một tiểu cô nương tay không tức sát lại hao phí tâm cơ như thế, lại còn tìm ra một đống lý do phân chó như vậy cũng thật khó cho các ngươi. Các ngươi là muốn cùng nhau đồng thủ hay là sử dụng xa luân chiến? Đối phó tàu môn ma đạo không cần chú ý nhiều như vậy. Yêu nữ, ngươi nhìn tuổi còn nhỏ đã nói không chừng đã là lão yêu quái mấy ngàn năm, mọi người cùng lên đi. Chung như xương niệm lực nhân giai bát cấp, 2 vị sư huynh kia dám đem cô ta lên tầng Bát Phong, niệm lực chắc là địa giai tứ cấp. Dù sao mình khẳng định không phải là đối thủ. Nhà đầu thúi đáng chết, hủy hại cầm cô ta, ta lấy mạng của người. Các hạ là ai? Vì sao muốn giúp yêu nữ này?
Nha đầu thúi cầm này là dùng để đèn, không phải dùng đến dùng làm vũ khí. Nó không ngăn cản được bất luận niệm lực công kích gì. Người đem ngón tay lấy ra, đừng câu lấy cầm huyền, nó sẽ bị đứt. Đó không phải là huyền sống cầm sao? Là thượng cổ thần khí nha, ta nghĩ tùy tiện đến một cái liền kết sát chiêu tự động bay ra. Bồ ngốc, cầm này phải dùng hạch đặc thù, chỉ pháp đèn mới có thể trở thành vũ khí giết cười. Nơi nào giống như ngươi tùy tiện làm hư như vậy? Huyền sống cầm, sư phụ vẫn luôn luôn tìm kiếm nơi huyền sống cầm rơi xuống. Thật không ngờ đằng thần khí này lại xuất hiện ở chỗ này. Cái này đúng là có được chẳng phí công phu. Thì ra cần đặc thù chế pháp à. Xem bộ dáng này của ngươi cũng không biết nên đạn như thế nào đúng hay không. Tự nhiên cũng sẽ không nhẹ cho ta. Vậy ghi cầm này với ta mà nói cũng không dùng được gì. Đế tôn. Cái gì? Sư muội, muội có sao không? Muội không sao nha, đầu thúi kia đâu? Thật là một con tiểu hồ ly. Xin hỏi các hạ là người phương nào? Ba người chúng ta lại cũng không phải là đối thủ của người này. Nếu lấy được huyền sống cầm đem về, sư phụ chắc chắn sẽ rất vui. Ta không muốn nói cho các người biết. Hay là tên của người không ra gì nên không muốn nói? Người chết thì không cần biết tên của người khác. Tần Tam Phong Thiên Thư Sơn. Kỳ lân, trời ơi, đó là kỳ lân. Hèn gì ngón núi này lại có bảo quang tượng trời, thì đây là có kỳ lân xuất thế. Lần này chúng ta không tay thắng trắng tệ. Lần này chúng ta không tay trắng về rồi. Bản thể chân chính của tiểu kỳ lân. Chủ nhân, bọn họ muốn được cái gì? Ta đã có chủ nhân, vì sao bọn họ lại còn muốn theo đuổi như vậy? Không cần lo lắng, bọn họ không phải tên hồng y biến thái kia, sẽ không dám gây rối đâu. Tiểu cô nương này là từ đâu đến, sao có thể cưỡi được kỳ lân? Một thân bạch y là tiểu hài tử, không lẽ là đồng tử bên cạnh đế tôn? Kỳ quái, ngọn núi này hôm nay sao lại có nhiều người như vậy? Ta còn tưởng là ai, thì đây là cái đồ niệm lực phế tài. Phụ hoàng ta muốn diễn nã mặt Ninh hầu phủ, phá lệ đối tốt với ngươi, thấy ngươi đáng thương mới không mạng thanh danh xấu của ngươi muốn nạp đàm phi. Nào ngờ ngươi cư nhiên không biết tốt xấu chỉ đến chỗ này. Là trường công quốc công chúa, là trường không quốc công chúa, là đệ tử của Phong Vân môn chủ. Cô ta chính là tiểu thư phế tài của tỉnh Viên Hầu, một chút niệm lực cũng không có. Cô ta không phải bị bắt cóc sao? Nhìn bộ dáng và y phục của cô ta xem, rõ ràng là cùng người khác tư bôn đội, áo choàng chính là kiểu của nam nhân, không biết liêm sĩ. Thì đây là Vân Gia công chúa không? Cô không nghĩ cách để lại bên cạnh thái tử ca ca của mình, chạy đến Thiên Thư Sơn làm cái gì? Người nói bậy gì đó, ta nào có ý nghĩ muốn nghĩ cách lưu lại bên người thái tử ca ca, bọn ta là thân huynh muội. Ta nói các người không phải thân huynh muội sao? Vân Gia công chúa lại gấp gáp cái gì? Chẳng lẽ là chột dạ? Tiện nhân người nói nặng bậy bạ. Nói nặng bậy bạ, công chúa điện hạ cô còn nhớ đẹp tố tố chứ? Vị cô nương này, cô nói chính là phi thiên long nữ nhạc tố tố của Thiên Tinh Phái ta. Ta không biết tên hiệu của nàng ta, nhưng mà nghe nói là Thiên Tinh Phái nhị hộ pháp đệ tử. Đúng vậy, này là thư tỷ của ta, cô biết tỷ hiện tại ở nơi nào không? Ta ngân dạ, vị vân gia công chúa này càng biết rõ nàng ta đâu. Nàng ta bị vị công chúa này tống ở trong hình bộ đại lao, tội danh là trộm cắp đồ vật của công chúa. Không thể nào, sư tỷ của ta làm việc luôn luôn quang minh lỗi lạc, tuyệt đối sẽ không trộm đồ vật của người khác, cái này chính là vu oan. Vân gia công chúa của ta nói là sự thật sao? Chuyện này không thể gạt được, Thiên Tinh Phái chỉ cần phái người đi hình bộ đại lao kiều tra một chút liền biết. Cô ta tiến cung trộm áo chuyện ngọc tơ tầm của bổn cung cũng chỉ bảo hình bộ tra chuyện này. Tuyệt đối không thể nào, sư tỷ của bọn ta có một kiện giao tiên ngọc y, so với áo chuyện ngọc tơ tầm cũng không kém bao nhiêu, tỷ sao có thể đi trộm một đồ của cô? Việc này tất có kỳ quặc, ta điện hội bẩm sư môn, sẽ tự có người đi hình bộ điều tra rõ chuyện này, trả lại trong sạch cho sư tỷ ta. Ninh cô nương, sư tỷ của ta còn ở bên trong đại lao sao? Tỷ ấy có bị chịu hình gì không? Nàng ấy đã không có ở trong đại lao, lúc đó công chúa đem nàng ấy ra cho Đồ Nhất Đao. Đồ Nhất Đao? Vậy không phải là sư tỷ của ta sẽ dưỡng nhiều lợi ích rồi sao? Cô không phải là bạn tốt của sư tỷ ta hay sao? Vì sao lại vu hãm tỷ ấy như vậy? Bởi vì cô ta thích Quý Vân Hoàng, sao có thể chấp nhận được bất luận nữ tử nào thích phiếu Quý Vân Hoàng Thế Tử chứ? Quý Vân Hoàng Thế Tử đối với ta, cô ta là tình cảm hình mẫu chân chính, mà cảm tình cô ta đối với Vân Hoàng Thế Tử có thể? Chuyện này không thể nào, ta đã sớm phát hiện rồi, thảo nào bên cạnh Thái Tử Điện Hạ cũng có bất kỳ nữ nhân nào. Ta giết ngươi, đồ tiện nhân nó năng bị ba. Nữ hài tử này rốt cuộc tu luyện là công phu gì? Bộ pháp nước chảy mây trôi, quỷ trận có lường. Chủ nhân, cô lại đánh chết nữ nhân không biết xấu hổ này. Chủ nhân, kỳ lân này đã cùng cô ta lập huyết kế sủng thú rồi sao? Chỉ có người đạt tới thiên gia mới có thể thành lập huyết kế, nhưng thiên gia chỉ có một người là đế tôn. Kỳ lân thần thú,
ngài có thể nghe hiểu tiếng người đúng không? Ngài cùng tiểu cô nương này thành lập chính là khế ước gì? Cái kia văn tự khế ước là không cần gọi nàng chủ nhân. Ngắm miên quả của ngươi lại, ta đường đường là thần thú sao có thể nghe không hiểu tiếng người? Ta nói cho ngươi, ta cùng chủ nhân thành lập chính là huyết kế. Huyết kế ngươi hiểu hay không? Không kiến thức. Chỉ có đế tôn niệm lực đạt đến thiên giai mới có thể thành lập được. Với tài này với đế tôn lại có quan hệ như thế nào? Huyết kế phương pháp dễ trường nhưng kỳ lân cũng có thể lấy được. Chỉ cần thu gia đầu này vào môn phái thì tương đương với có được kỳ lân. Nên cô nương có muốn vào vô cực phái của bọn ta không? Vô cực phái của bọn ta có thể nói là môn phái lớn thứ ba đại lục này. Nên cô nương đừng nghe hắn nói bậy. Phong Vân Môn mới là môn phái lớn thứ ba. Nếu cô vào Phong Vân Môn, ta bổn hộ pháp làm chủ sẽ để cô trở thành đệ tử nội môn. Vô Nhai phái mới là môn phái lớn thứ ba. Nên cô nương bọn cô nên gia nhập Vô Nhai phái bọn ta. Bổn trưởng lão tự mình thu ngươi. Tị nha đầu, ngươi đừng đắc ý, bọn họ đạt ngươi cũng chỉ là nhìn trúng tiểu kỳ lân này thôi. Đối với phế vật như ngươi, bọn họ căn bản lười đến phản ứng. Công chúa thân ái, ta nghĩ bọn họ khẳng định thực hiện nguyện ý mời chào ngươi. Rốt cuộc người ma luyến chính mình thân ca ca thế giới này cũng không nhiều, cũng chỉ sao Long Phượng Hoàng với 7 kỳ lân thôi. Công chúa cao quý, ta nghĩ bọn họ khẳng định thực hiện ý mời thực nguyện ý mời chào ngươi. Rốt cuộc người ma luyến thân ca ca mình trên thế giới này cũng không nhiều, có sơ hở. Ngươi không thể giết ta, giết tả thế tử cha ca cũng không tha cho ngươi. Cho dù ta có giết ngươi, hắn cũng sẽ không đem ta xử lý như thế nào. Ngươi đối với hắn có tâm tư xấu xa như vậy, hắn sẽ đem ngươi mà khổ thiện. Quý Vân Nhau, ta muốn ngươi phải hối hận vì đã chọc ta. Ngươi không thể, ngươi không dám. Ta dựa vào cái gì không thể? Ta sai rồi, ta sai rồi, đừng giết ta. Nể mặt của Quý Vân Hoàng sẽ không giết ngươi, nhưng sẽ để ngươi nếm một chút đau khổ, dạy cho ngươi một bài học. Dừng tay. Ca ca, Quý Vân Hoàng đến rồi. Ca ca, tiện nhân này di dễ muội, muội không muốn sống nữa. Rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì? Ca ca, muội theo huynh tìm kiếm Ninh Tuyết Bạch, thật vất vả mới tìm tới nơi này. Tới cô ta cùng những người này hình như có chút hiểu lầm. Muội liền nói thân phận của cô ta, nào ngờ cô ta thiện quá thành giận, còn vũ nhục thanh danh của muội và huynh. Đối với muội ra tay động thủ, muội tưởng giáo huấn cô ta một chút, cô ta lại dùng ám chiêu sử dụng thủ đoạn độc ác với muội. Ca ca huynh nhất định phải làm thay ta làm chủ. Tuyết Bạch là thật như vậy sao? Chớ nhân dường như rất đau, đứng cũng không vững nữa. Ngươi tin tưởng lời nói của cô ta? Vân Giao trước mặt ta chưa từng nói dối. Đến đây như vậy, ngươi còn hỏi ta làm cái gì? Cả cô ta ý vào thu phục Tiểu Kỳ Lân, cảm thấy có lợi thế để coi thường tất cả mọi người. Vừa rồi cô ta nói huynh cũng muội, cùng muội thật khó, thật khó nghe. Muội thì không sao, dù sao chỉ là công chúa, nhưng còn ca ca huynh chính là thái tử gia của Trường Không Quốc, không thể chấp nhận được lại thanh danh có một chút hoang ố. Huynh nói với cô ta tốt như thế, cô ta lại lấy oán trả ơn, thật quá đáng. Lần này Tuyết Mạch hành xử thật quá đáng rồi. Ninh Tuyết Mạch, xin lỗi. Nếu tôi nói không thì sao? Ta sẽ không xin lỗi cô ta. Ta chỉ hối hận vừa rồi xuống tay còn đối với cô ta lưu chút tình cảm. Ca ca, Ninh Tuyết Bạch, bổn vương nói lại lần nữa xin lỗi. Nói xin lỗi với Vân Giao bằng không bổn vương. Nếu không thì ngươi muốn như thế nào? Sẽ thay cô ta đánh ta sao? Nhà đầu này cũng quá vô pháp vô thiên rồi. Ninh Tuyết Bạch, cô làm ta quá thất vọng rồi. Chủ nhân, Tuyết Bạch, một chữ này nàng ấy đáng lý ra có thể tránh được. Chủ nhân, ta xem ngươi là bạn, nhưng ngươi lại tổn thương đến nàng ấy, ngươi là người xấu. Vân Giao mũi thế nào? Đau, nhưng không sao mà có thể chịu đựng được. Thái tử điện hạ, ngươi đã từng cứu ta một mạng, bây giờ ta chịu một chữ này của ngươi, giữa chúng ta xem như thanh toán xong, ta cũng không hề thiếu ngươi cái gì. Tiểu táo, chúng ta đi. Tuyết Bạch, đợi đó. Ca ca mũi khó chịu quá. Chủ nhân, có phải hắn đang tìm ngài hay không? Tên ngu ngốc đó vẫn còn muốn thay mùi mùi hắn trút giận nữa sao? Đừng quan tâm đến chú hắn, chúng ta còn có chuyện của mình. Thái tử điện hạ đang khẩn cấp tìm kiếm Ninh Tuyết Mạch. Chủ nhân, ngài học ai thuật ngụy trang này vậy? Thật lợi hại, nhiều người như vậy cũng không phát hiện ra chúng ta. Đây là loại thuật ngụy trang đặc biệt trong rừng, đã được khoa học nghiệm chứng, hiệu quả đương nhiên cao rồi. Có điều nếu đi vào khu dân cư thì rất phiền phức, bộ dạng này của người quá dễ thấy. Chủ nhân, ta có thể biến thành động vật. Không phải cửu tôn đem ngươi năng lực biến thân của người phong bế sao? Hắn phong bế chính là năng lực biến thành người của ta, ta vẫn có thể biến thành động vật khác được. Vậy tại sao ngươi không chịu nói sớm? Chủ nhân, ta biến thành bộ dạng như thế này được rồi chứ? Đừng nói chuyện, có người đang theo dõi chúng ta.
Tiểu nhà đầu thật nhạy bén, cư nhiên có thể cảm ứng được tri tung thuật của ta, thật thú vị. Ninh Hậu Phủ trong tỉnh thất. Từ sau khi tu luyện hiện niệm lực dựa theo biện pháp của cửu tôn truyền thụ, trên người sẽ xuất hiện một ít chất nhão dính dính màu xám, sống bùng này sống dầu chơi. Tiểu nhà đầu, ngươi là đang tu luyện xuống cốc công sao, thật thối quá. Ta cùng các hạ đã thanh toán xong đi, các hạ đến đây làm gì? Thanh toán xong, tiểu cô nương người lợi dụng ta thoát thân, đem ba cái phiền toái ném cho ta, làm hại trên tay ta lại diễn một chút tiết, huyết tình, lòng ta thật có chút khó chịu. Làm ơn đi, ta chính là ân nhân cứu ngươi ra, tháng lợi dụng ngươi một lần thì có làm sao đâu, ta cứu ngươi một lần ngươi lại cứu ta một lần nữa, vừa lúc hẹn nhau ai cũng không nợ ai. Đế hộp nhỏ nhét vào ống tay áo. Nhưng ta thích ta thiếu người khác, không thích người khác thiếu ta, cho nên hẹn nhau là không được. Vậy ngươi muốn thế nào? Ngươi đã thề cả đời này không được làm thương tổn đến chuyện của ta. À đúng vậy, là có phát lời thề như vậy. Tiểu cô nương trí nhớ không tội, có điều ta chỉ là thề công tự mình động thủ muốn mạng của ngươi mà thôi, nhưng chưa nói không thể người khác làm. Ví dụ như đem mấy người đang tìm ngươi vào trong đây. Bên ngoài người tìm ngươi cũng thật không ít, không ngờ tiểu cô nương như vậy mà cũng có sức hút như vậy. Ngươi cuối cùng muốn như thế nào? Làm người hầu của ta đi, trên đời này người có tư cách làm nghề không nhiều lắm, tiểu cô nương ngươi thật may mắn. May mắn cái đầu của ngươi. Nếu ta không đồng ý thì sao? Vậy thật quá tiếc rồi. Biến mất rồi. Tên gia hỏa này sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Rốt cuộc tìm một vòng cũng không thấy tung tích của hắn. Một thân dầu mỡ. Tuy bây giờ tình thế có chút cấp bách, nhưng thời gian tắm đủ cái vẫn phải có. Ta cũng tắm, chủ nhân cũng ta cũng tắm nữa. Tiểu táo, không phải ngươi đang cùng nhiễm trên thú chơi sao? Ai nha nha, hai ngày này vẫn luôn trong tình trạng miêu nghiện chết ta. Hôm nay sao lại trở về sớm như vậy? Tôm kia dễ ngươi à? Nó cũng không dám, nhưng mà rất kỳ quái, nó không giống các loại thú khác sợ ta. Hơi thở linh hồn của nó còn có chút cổ quái, còn có thú ngữ của nó ta nghe không hiểu. Kỳ thiền gia Kỳ Lân cũng không hiểu tiếng Anh. Đúng là chủ nhân tên kia thích đọc sách, cử chữ viết trên sách cũng rất cổ quái, giống như nồng nọc nó lại đến xem say sưa. Ta đi tìm nó chơi, nó còn chê ta ồn, lại không dám đuổi ta, bộ dạng kia được ấm ức làm sao. Nó đang luyện tập, nó đang luyện công học tập. Thì qua táo, ngươi sao lại biết ta chỗ này tắm rửa? Vừa rồi lão cung lão chung kia đi vào tiêu giao các nói nha, hắn còn nói ngày chuẩn bị cho ta ăn bò ngư ngon bò ngư đâu. Lão chung cũng không biết mình ở đây tắm, kẻ sẽ không để tiểu Kỳ Lân tiến vào lúc này, đương nhiên cũng sẽ không ngớ dớt vào ngư gì. Không hay đổi, nhất định là tên Hồng Yêu nghiệt kia. Ngươi bị lừa rồi, chúng ta mau rời khỏi chỗ này. Bắt được rồi, cô ta quả nhiên đã trở lại, tiểu Kỳ Lân cũng ở đây. Vô cực môn của chúng ta sẽ tăng lên hàng để anh ta môn phái. Cái tình biến thái kia sẽ không dùng chiêu đơn giản như này. Nhà đầu cũng quá tàn nhẫn đi, còn là một mỹ nhân. Ngươi không muốn hỏi bọn họ đối cuộc là ai sai tới khiến, ai sai khiến tới sao? Trừ ngươi ra thì còn ai vào đây nói cho bọn họ biết hành tung của bọn ta? Ngươi tưởng như lúc bọn họ bắt được ta rồi lấy cớ uy hiếp ta làm người hầu cho ngươi, không có cửa. Tiểu Tuyết Mạch, ngươi thật thông minh, ta bỗng nhiên cảm thấy để ngươi làm người hậu thì thật tiếc nhân tài không được trọng dụng. Đương nhiên rồi, trả y phục lại cho ta. Có điều, Tiểu Tuyết Mạch, ta phát hiện ngươi cư nhiên lại lớn lên nha, dáng người hình như cũng bắt đầu phát triển rồi, đứng trước mặt một đại nam nhân mà cũng không biết thẹn thùng. Ta vốn dĩ đẹp, không cần cái hạ nói, có câu phi lễ chớ nhìn ngươi đi trộm quần áo của ta còn có mặt mũi nói ta như vậy. Nếu trên giường thì sẽ càng đẹp hơn. Tên háo sắc, nhà ngươi nhìn cái gì? Ta cảnh cáo người mà cút xa ra bọn ta một chút. Tuyết Y Lan. Cái gì? Tên của ta nhớ kỹ chưa? Ta đối với tên của người cũng không có hứng thú. Từ từ. Người như vậy tuy rằng rất đẹp, nhưng chỉ có một mình ta nhìn là đủ rồi. Nếu để cho người khác, để cho những người khác nhìn đến, ta liền mở mắt của kẻ đó. Ngươi là ngươi, ngươi là ai chứ? Vì với gì chỉ cho một mình ngươi xem? Nàng là chủ nhân của ta cũng không phải là của ngươi. Ta quyết định nàng không cần làm người hầu của ta nữa, nàng có thể làm thị thiếp của ta. Người cũng có phát sốt chứ? Thị thiếp biết được tên của phu quân, thân thể của thị thiếp cũng chỉ có phu quân có thể xem. Nàng có phản đối về chính là đồng ý thôi. Đồng ý cái đầu ngươi, ta nói với người không có hứng thú. Đừng nói thị thiếp, cho dù ngươi cứu ta làm chính phòng phu nhân ta cũng sẽ không đồng ý. Bên ngoài vừa lúc rất phồn hoa, cái hạ thật vất vả mới ra được. Vẫn là đừng đi ra ngoài đi, vẫn là đi ra ngoài đi dạo đi, đừng cứ tìm ta. Cả hai tên đều có sở thích luyến độc biến thái. Phồn hoa bên ngoài rất là không tội, nàng cùng ta đi dạo đi. Thả chủ nhân của ta nè, ngươi muốn đi đâu? Ngựa con, nếu ngươi không sợ bị bắt cứ việc đuổi theo bọn ta đi. Ngươi muốn mang ta đi đâu?
mang nàng đi đi kiến thức một chút nơi phồn hoa, cả ngày bộ trong phủ có ý gì? Này, ngươi làm tay ta đâu? Quan chịu đựng một chút. Hồng Y yêu nghiệt, ngươi từng thể sẽ không làm thương tổn đến ta. Không làm nàng bị thương nha, gọi tên của ta. Tiết Y Lan, như vậy được chưa? Ngươi buông lỏng tay ta, tay của ta sắp bị ngươi làm gãy rồi. Lúc nãy mới ngoan, nhưng mà lúc kêu tên của ta nghe có vẻ thô cứng một chút. Nghe không thấy là thoải mái không bằng nàng gọi ta. Nàng gọi ta Lan Sang đi, giả sắc Lan Sang trung, ta huyết y như hỏa. Lan Sang? Không tội, cứ gọi như vậy đi. Lan Sang? Không tội, cứ gọi như vậy. Ngươi sẽ không đối ta bất lợi chứ? Ta sẽ thật thương nàng. Ta cảm thấy chúng ta rất xứng đôi. Xứng với con khỉ? Các hạ nói đùa, các hạ ít gì cũng sống mấy ngàn năm. Ta mới 13 tuổi, người ta nói cách 5 năm đã có một sự khác biệt. Cuối cùng ta kém nhiều như vậy, giữa chúng ta cách nhau còn lớn hơn biển lớn nha. Khẳng định không hề vượt qua, ta cảm thấy các hạ vẫn nên tìm đồng lại của mình thì tốt hơn. Tấm tắc tiểu tiết mạch đạn thật là biết toàn đao à. Độc châm này chính là cùng loại với châm giết hai tên kia à. Ta chính là trượng phu tương lai của nàng, người ta nói độc nhất lòng dạ phụ nữ. Ông vẹn châm sau đuôi, lời này quá như không giả. Khốn kiếp, tay bị hắn bắt rồi. Huyết tuyết mạch, nàng có mang theo giải dược của châm này không? Nàng nói xem ta dùng tá châm này, châm này một chút hiệu quả sẽ như thế nào. Ngươi không ngại thử xem, nếu ta chết ngươi liền ứng lời thề sẽ bị nhốt trong quan tàu 1000 năm. Nhưng mà nàng lại quá khôn ngoan, đã phải cho nàng một chút giáo huấn. Phía dưới là U Minh Hồ. Mở nói theo như là hắn giáo huấn một chút, chính động muốn em ta ném chết cái tên biến thái này. Lần này chết chắc rồi. Thiếu tuyết mạch lại mùi vị đèn thế nào? Người rốt cuộc muốn giết, muốn thế nào? Người trực tiếp giết ta luôn đi. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng ta khóc. Ta như thế nào giết được nàng? Nàng về sau ngoan ngoãn ở lại bên người ta. Hỗn đản, người đi chết đi. Phóng lứa này là thu được từ hai tên kia, đã dám tính kế ta như thế, bây giờ bị ta tính kế ngược lại cũng là bị trừng phạt đáng tội. Chủ nhân, ta cuối cùng cũng đuổi kịp rồi. Chủ nhân ngày không sao chứ, tình hỗn đản đi đâu? Hắn sao? Ta bây giờ đang kéo hắn lên xe xem như thế nào. Không phải chứ, hắn là đại yêu quái, không để chết dễ dàng vậy sao? Xương cốt cũng không còn. Tuyết Bạch, thái tử đi hả? Tuyết Bạch, nàng công việc gì thì tốt rồi, hàng ngày nay ta vẫn luôn tìm nàng. Đa tại thái tử đi hả đã quan tâm tới đứa khỏe. Tuyết Bạch, nàng nhất định phải khách khí với ta như vậy sao? Đây không phải là khách khí, hơn nữa dân nữ trước mặt điện hạ nên có lễ nghi. Nàng trước kia không phải như vậy. Thái tử điện hạ, nếu không có việc gì ta xin đi trước. Ta có việc cùng nàng thương lượng, không bằng tìm một chỗ ngồi rồi nói chuyện. Thái tử điện hạ, hôm nay thật ồn ào, đã xảy ra chuyện gì? Hàn Sơn Nguyệt đại sư đang ở trên lầu vẽ tranh. Hàn Sơn Nguyệt, ngươi không phải là hỏa thánh đáng mệnh sư, còn là tuyệt đỉnh cao thủ hành tung bí ẩn nổi danh nhất ở đại lục này sao? Cứ như hôm nay có thể gặp được vị đại thần này ở đây. Hàn đại sư ở đây vẽ tranh, chúng ta chỉ có thể ở lầu dưới uống trà, chỉ bằng chúng ta sang trà lâu khác. Không cần, điện hạ chúng ta ở chỗ này nói chuyện được rồi. Thái tử điện hạ cư nhiên đích thân pha trà cho người khác dùng, đó không phải là cái lực niệm lực phế tài Ninh Tuyết Mạch sao? Thì đa thật lợi cô ta không phải là bị cường đạo bắt đi sao? Như thế nào lại cùng thái tử điện hạ bên nhau? Một cái phế tải trước mặt thái tử cũng là bộ làm tịch, thật không biết cô ta thuộc cuộn cái gì. Đúng rồi, nghe nói đế tôn trước khi đi đã từng nói cho bạn thế ra một câu, có phải ứng ở trên người nữ nhân này hay không? Cái danh phế tài này xem ra rất nổi tiếng. Nói câu gì? Hình như là thiên sát cô tinh gì gì đó. Nếu còn vọng ngôn xí không thà. Vị nên cô nương này, nàng là nữ nhi của hạt tỉnh Viễn Hầu Phủ, thông tệ hiểu chuyện, bổn vương rất xem trọng, sau này sẽ phong nàng làm. Người nào đang hồn áo dưới lầu? Đại Hàn Sơn Nguyệt, mọi người ngừng hô hấp. Người, đi lên. Ta, sao lại là cô ta, dựa vào cái gì chứ? Đế tôn đại nhân cũng vậy, Hàn Sơn Nguyệt cũng vậy, sao lại có thể đến mắt tới cô ta? Tiên sinh vừa mới gây ra một ít tranh thâm với đại tiên sinh vẽ tranh chính là tiểu vương. Tiên sinh nếu có cái gì bất mãn, tiểu vương tại đây hướng các hạ bồi tội, vì cô nương này là vô tội. Việc này nhân ta gây ra, thái tử điện hạ không cần vì ta gánh vác. Không, việc này cũng tiết mạch không có quan hệ gì.
Tao mới là người gánh vác, thái tử điện hạ không cần phải làm như vậy. Gieo mạo chính là tiểu vương, quản ngã cái ly cũng là tiểu vương, tiên sư đừng trách phạt tiểu cô nương này. Cả hai ngươi cùng đi lên đây. Tiết Mạch, nơi này tối, cẩn thận vấp ngã. Ngươi, đứng ngươi đó. Ngươi qua đây mài mực cho bổn tọa. Hắn nghe ra động tĩnh lớn như vậy, kêu mình đi lên chính là vì báo mình mài mực. Cửu tôn, bức họa này có chút giống cảnh sát ở tầng cửu phong Thiên Tư Sơn sau khi mất kết giới. Hắn đã từng đứng đó sao? Thì sao lại muốn hủy bức tranh này? Bận. Chỉ là vì vết nhỏ nhỏ mà thôi, để sư hại tất cầu tàn như thế. Khi được bức tranh vừa được căn bản nhìn không ra chỗ nào không ổn. Nếu có thể đạt được thứ tốt nhất, hạ tất cần phải kia có tì vết, bốn tạ luôn luôn không chấp nhận được nửa phần tì vết. Vì nhìn rõ ràng là cái người theo chủ nghĩa hoàng mỹ. Nơi này là ảo cảnh trên tầng cửu phong. Cửu tôn. Được rồi. Tuyết Mạch. Ngày thường quý thần được khó tiếp cận hỏa thánh hạng sơn nguyệt, cư nhiên sẽ thân thủ đỡ một nữ hài tử. Tuyết Mạch này không sao chứ? Ta không sao, ta vẽ xong rồi. Bức này hình như không giống với cảnh mình thấy trước đó. Nãy tình ngươi mà mật cho bổn tọa tạm tha chi các ngươi lúc này. Tranh tặng người có duyên. Đa tạ đại sư. Bức tranh này cũng vạn kim khó có được. Đa tạ đại sư. Tuyết Mạch chúng ta đi thôi. Được. Hôm nay bổn tọa tâm tình tốt sẽ bó cho các ngươi một quẻ. Phong vân tới hội đã hóa đồng cần phá tình quan. Tình quan đấy là lời ám chỉ Tuyết Mạch. Khẳng định không phải ta. Chúc mừng thế tử điện hạ, ngày sau nhất định có thể được như ước nguyện. Đại sư nói quẻ bói của ta là như thế nào? Thiên sát cô tinh, ngàn năm cô lan chi mệnh. Các phụ mẫu huynh muội, trưởng phu con cái khác hết thể người thân. Khối tiểu thân thể này chẳng những là phế tài, lại còn là một cái thiên sát cô tinh. Thật là say. Mình có bao nhiêu xui xẻo mới có thể xuyên qua đến trên người cô nương này hả? Thiên sát cô tinh, ngày năm cô lan chi mệnh. Đế tôi cũng đã từng nói như vậy. Chuyện này sẽ làm cho việc phụ hoàng đồng ý hôn sự của mình và Tuyết Mạch trở nên khó khăn hơn. Điện hạ không hay rồi, công chúa sẽ ra chuyện rồi. Tuyết Mạch. Điện hạ, ngài tức tốc đi đi, không cần quản ta. Điện hạ, cậu xin ngài mau đi xem một chút. Công chúa thực sự có việc. Tuyết Mạch, ta đi trước xem một chút, sau quay lại tìm nàng sau. Người thích hắn. Thích. Người với hắn vô duyên. Ta cũng thích nó nữa. Chủ nhân hôn ta rồi, chủ nhân thật thơm. Thì ra người lại thích loại này. Người thích ai liền muốn hôn người đó sao? Ta thích hôn những thứ đường đó dễ thương, thí dụ như nó. Người mang mệnh thì ra cô tinh, phải tránh cùng người khác quá thân cận, bằng không sẽ hại bọn họ. Nhưng lại hắn nó cũng là thật. Chủ nhân, ngài còn có ta không phải là người. Mệnh của chúng ta làm buộc vào nhau. Chỉ cần chủ nhân sống tốt, ta cũng sẽ sống tốt. Không phải người cũng không được. Bất luận người thích ai đều không thể cùng đối phương quá thân mật, bạn không sẽ làm vận khí của đối phương chuyện xấu nghiêm trọng. Nó ta có giống như là siêu cấp cơ sao chổi. Trước khi thuận buồm xuôi gió, lúc còn ở hiện đại, những bằng hữu thân mật cùng ta cũng không có bị ta khắc chết, nào có khoa trương như hắn nói. Cái tên hệ Sơn Nguyệt này cùng mình có thù án sao, cô ấy trước mặt người khác nói như vậy. Không bao lần nữa cái danh hiệu siêu cấp đại ngôi sao chổi này cũng sẽ giống như các danh phế tài truyền khắp thiên hạ. Nếu thân cận mình vạn khí liền sợ chuyện xấu, vậy mình liền thân cận hắn hơn nữa. Hỏa thánh thần bí cao quý cùng nhiễm phạm trần cư nhiên là bị một nữ hài tử hôn. Chuyện này truyền ra ngoài tuyệt đối là đại tin nóng ha. Chủ nhân quá, ngại quá bá đạo rồi. Trên người của tên gia hỏa này có một mùi hương cực kỳ thanh đạm. Làm kẹt. Tên hỗn đản này thực sự xuống tay, cư nhiên trực tiếp đem ta từ trên lầu ném xuống. Chủ nhân ngài không sao chứ? À, ngài chảy máu rồi. Không sao, bị thương ngoài da thôi. Trên lầu 2, nữ hài tử này cử chỉ cũng quá tùy tiện chút, nàng ta hẳn là không ra tay. Đối với nàng ta mà nói thì đây hẳn là lần đầu tiên gặp mặt, nàng ta lại không hề e dè mà bỗng nhiên ôm lấy ta hôn. Rõ ràng là người kỳ tài, nhưng là hành vi lại không thể kiềm chế. Nàng ta nói cuộc đó không bao nhiêu người rồi.
Đại sư không cần cùng một nữ tử chấp nhận, bức tranh này nàng ta không có xứng có được. Người xứng. Thế trong thời gian một đêm, đại danh thiên sát của tinh của Ninh Thuyết Mạch đã truyền bá khắp nơi với vận tốc ánh sáng. Mấy ngày nay tới giờ, tiểu chủ nhân của tâm kinh doanh thật vất vả mới làm tỉnh viên hậu phủ đi theo quỹ đạo. Không ngờ tới chỉ một câu tiên đoán của hạ thánh kia liền đem tỉnh viên hậu phủ đánh trở lại nguyên hình, trở thành nơi tiêu điều quạnh quẽ nhất. Bây giờ dù có lương cao hơn thì cũng không tuyển được người tới. Lão chuông cũng chỉ là đi mấy người thôi, trên đời này có khó khăn gì rồi cũng sẽ qua, nào đến đây uống đi rượu cho ấm. Đúng vậy, có khó khăn gì được cũng sẽ qua thôi. Tiểu thư tuy là thiên sát cô tinh nhưng nhất định cũng sẽ có anh hùng tuệ nhãn, nhìn trúng tiểu thư nên sát tiểu thư làm vợ. Thì ra chuyện ông lo lắng là chuyện này sao? Lão chung, ta định đi thiên tư sâu một chuyến, ông giúp ta chuẩn bị xe ngựa. Vâng thưa tiểu thư. Gần đây lão hoàng đế đã âm thầm hủy bỏ khánh chỉ phong phi, quý vân hoàng cũng không có đến tìm ta, đến nỗi quý vân hạo bị đuổi ra khỏi thành cũng không thể tùy tiện vào được, mấy ngày nay thật là nhàn nhã. Hơn nữa hôm qua cũng đã đột phá niệm lực nhân sa tứ cấp. Có điều ký ức về thiên thư sơn rất mơ hồ, đặc biệt là sau khi thạch đầu chết thảm ở đây, cũng không thể nhớ được rốt cuộc thu phục tiểu kỳ lân như thế nào, ngay cả tiểu kỳ lân cũng mơ hồ. Chủ nhân không phải ở trong một cái hạch động đem ta cứu ra, ta mới cùng nghề thành lập ký ức sao? Bỏ đi không nghĩ nữa, điện không quan trọng hơn. Tiểu táo, chúng ta đi hái thiên băng thảo thôi. Thiên thư sơn chính là chỗ này. Ở thiên tiêu sơn, nhị hào, thị vệ cũng vì cứu mình mà. Chẳng lẽ cũng có người đi đấy trước mình sao? Tiểu táo chúng ta nhanh đi. Thạch đâu? Cứu hắn. Kỳ quá, ngươi không phải chỉ cần góc một tiếng chúng nó liền không dám nhúc nhích sao? Sao lại có thằng chạy thế? Con cát chạy không quan trọng, ba con xà này không thể dạ đi. Ngươi muốn đến bắt lấy chúng nó, tao muốn lấy gan xà. Chủ nhân, chúng nó là chùm không phải thú, ta có thể làm chúng nó sợ quá, chạy mất đã rất không tồi rồi, muốn xà gan thì đơn giản thôi. Người không phải thạch đầu, tôi nhìn rất giống nhưng thiếu niên này nhìn nhỏ tuổi hơn nhiều so với thạch đầu. Người muốn làm gì? Người là yêu quái sao? Sợ ta ăn ngươi à? Người đừng qua đây, người mau tránh xa ta đau một chút. Đừng vận động ký niệm lực. Phí niệm lực cẩn thận xà độc đến tim. Người rốt cuộc là ai? Người không muốn người chết. Người không muốn người chết. Sẽ lại có nhiều vết thương như vậy, toàn trong mỗi chỗ đều có một vết. Người làm cái gì? Cam miệng. Cuối cùng cũng yên tĩnh. Nếu là người luyện võ bình thường, trúng xà độc nặng như vậy sớm đã thần trí mơ hồ, bị rùi một mép. Thiếu niên này có thể mạnh mẽ chống đỡ được đến bây giờ cũng không ngất, coi như là một người tài. Nhìn kỹ lại thì hắn cùng thị hậu nhị hào thì vậy có gương mặt tám phần tương tự, hắn là người thân của nhị hào, thì vậy sao là đệ đệ à? Băng máu toàn bộ. Ứng hơn, xà gan ngay. Sáng chút quên mất gan của ba con đại xà rồi. Chủ nhân, xà gan này thực sự quá khó ăn, chỉ nghe mùi thôi là anh muốn nôn rồi. Nuốt vào, nó cứu mạng ngươi. Tiếp, còn hai cái nữa. Được rồi, cái mạng nhỏ của ngươi xin như nhặt về. Cô bị sao lại cứu ta? Chỉ là chuyện nhỏ, tự ngươi đi xuống núi đi, ta còn có việc không tiếp ngươi nữa. Tiểu táo chúng ta đi. Bây giờ ngươi không thể tùy tiện hoạt động, tốt nhất đều tức lại chỗ nửa canh giờ, yên tâm, ta đã bảo tiểu kỳ lớn chung quanh rải nước tiểu sẽ không có xà trùng lại tấn công ngươi. Không bao lâu sao? Ngươi liều mạng tới nơi này còn không phải là vị thiên văn thảo sao? Vừa là thuận tay hái thêm một cây cho ngươi này. Đà tà. Này ta chứ không phải là sơn yêu đâu. Chủ nhân, ngài quen biết hắn à? Không quen biết. Người này cũng thật là, ngài cứu mạng hắn để cho hắn một cây thảo, hắn tự nhiên nói cảm ơn cũng không có quá vô lễ. Người mang ơn không nhất định phải báo đáp, ta cũng không cần một tiếng cảm ơn của hắn. Hắn so với cái tên hồng y biến thái kia còn tốt hơn nhiều. Cũng không biết rốt cuộc tên biến thái kia có bị quái thú ăn không, có điều lâu như vậy không xuất hiện hẳn là đã chết thật đi. Trở về đâu, cô rốt cuộc cũng quay về. Tâm thành này xảy ra chuyện gì rồi? Là cận vệ bên cạnh quý vân hoàng, hình như tên là Lôi Lương. Ninh tiểu thư, xin ngài cứu thái tử ra nhà ta. Thái tử điện hạ làm sao vậy? Điện hạ ngài ấy bị trọng thương, mệnh đang ở sớm tối. Đi, đến phủ thái tử tôi Lôi Lưu, người nói cụ thể chính ta hắn bị thương như thế nào. Phủ thái tử.
Bệ hạ, thái tử điện hạ bị tổn thương nặng ở tâm mạch, thần cũng đã cố gắng hết sức. Phế vật, trẫm nuôi các ngươi là làm cái gì không biết? Thái tử điện hạ nếu có chuyện gì, trẫm cho bọn phế vật các ngươi chôn cùng. Ca ca, huynh nhất định phải cố chịu đựng, nếu huynh có bất trắc diện một cũng không muốn sống. Câm miệng, ca ca ngươi nếu không phải vì cứu người có sao có thể bị thương thành cái dạng này. Bệ hạ, mạc thần y tới rồi, mau mời mau mời. Có mạc thần y ra mặt, tính mạng của chúng ta được bảo toàn rồi. Mạc thần y, nó làm sao rồi, có còn cứu được không? Tâm mạch của ngài ấy bị lam tinh đao của thiên tinh phá gây thương tích, trên lam tinh đao còn có đoạn hồn cổ, hiện tại cổ độc đã tiến vào kỳ kinh bát mạch, tâm mạch rất khó lưu thông. Nếu không phải thái tử điện hạ đã đạt tới niệm lực cấp bậc địa giai tâm cấp, mạnh mẽ chống đỡ một hơi cuối cùng này thì ngài ấy bây giờ đã là người chết. Đúng đúng, mạc thần y ngài nói đúng cực kỳ, ca ca ta chính là trúng ám toán của trưởng môn thiên tinh phái. Mạc thần y nếu có thể nhìn thấu thương thế của người ấy, nhất định cũng có thể trị liệu đúng hay không? Bỗng vạn tuế, nên tiểu tu vĩnh viễn hậu tỉnh viễn hậu phủ tới. Cô ta đến đây là cái gì? Ngồi sau chỗ này tới làm cái gì? Ca ca nếu không phải bởi vì cô ta sẽ sao lại không chịu nói trọng thương này? Bỗng vạn tuế, nên tiểu tu nói này có thể chuẩn bị cho thái tử liền hạ. Khẩu khí thật lớn, cho dù là ta cũng không nắm chắc 10 phần có thể chữa trị này, ta có thể trị liệu sao? Tiện nhân kia nào có bản lĩnh như vậy, cũng chỉ là để lệ thiên hạ thôi, để đối nhi đem nạn đánh một trận. Mạc thần y nếu biết chứng bệnh, chắc là có biện pháp trị liệu cho tiểu nhi. Ta có thể cứu mạng ngã ấy, nhưng cổ độc đã tán nhập kỳ kinh bát mạch, một thân công phu này của viện hạ xem như hoàn toàn phế đi. Cái gì? Chẳng những công phu không giữ nổi, chỉ sợ về sau cũng không thể đi được, thậm chí ngồi không thể đứng dậy, vô pháp tự chữa trị. Mạc thần y còn có biện pháp khác hay không? Chỉ cần có thể làm nó khỏe lên, bất luận yêu cầu gì trong cũng đều cố làm được. Điện hạ bây giờ cho dù ngài lấy được nhân sông quá trên trời tới, thái tử điện hạ cũng chỉ có thể như thế, này đã là kết quả tốt nhất của ngài ấy rồi. Bệ hạ, vừa rồi thì vệ nó hình như nên cô nương có thể trị vết thương của thái tử gia thương chia bằng để nàng ta vào xem. Nghe nói vị nên cô nương kia đã từng chữa trị cục tay, lòng người cục tay họ nọ khôi phục như thường. Bệ hạ sẽ tin tưởng một cái nhà đầu, chỉ sợ nên tiết mạch căn bản trị liệu không được, ngược lại đắc tội vì mặt thần y này, liền một cái nhi tử tê liệt cũng không giữ được. Bệ hạ không ngại cứ cho cô ta vào xem, thử xem cô ta có kỳ chiêu diệu gì, chiêu gì hay không, thảo nhân cũng có dịp mở rộng tầm mắt. Tiện nhân ngươi đến làm cái gì? Ca ca ta đã có mặt thần y trị liệu, chỗ nào còn dùng đến y thuật ba xu của con tan môn tinh này. Bệ hạ có chỉ, truyền Ninh tiểu thư tức tốc đi vào. Cái gì? Tỷ đã là một cái nhà đầu chưa dứt tóc máu như vậy, quá như là tuổi quá nhỏ không biết trời cao đất rộng, còn chưa nhìn đến bệnh liền dám khoan mạnh miệng, nói cái gì có thể trị khỏi vết thương cho quý vân hoàng. Làm phiền tránh ra, người nói người có thể trị khỏi vết thương cho thái tử điện hạ. Đúng vậy, cái hạ nếu đã trị không được cũng đừng ở chỗ này cản đường. Người làm sao biết ta trị không được? Cái này cần gì đáng, người nếu có thể trị được bệ hạ sẽ mời ta vào đây sao? Được, người xem đi, ta muốn xem cái tiểu cô nương người có thể nhìn ra cái gì. Cứ xả người trong nghề vậy, một cái phế tại người sau chỗ cũng có thể xem được bệnh, mà mặt thần y xem không được, đừng làm trò cười nữa. Câm miệng, không được làm ồn, thương tế của ca ca ngươi quan trọng hơn. Khi y giả xem bệnh chung quanh không được ồn ào, chuyện này cũng không biết sao. Như thế nào? Chứng minh này cũng không phức tạp, vết thương của thái tử điện hạ là do đau gây ra, bị đau đã thương ngay bên trái tâm thức. Cô ta quả nhiên cho rằng chỉ có đau gây thương tích, có điều cô ta có thể nhìn ra vị trí cụ thể của vết thương, quý vân hoàng đó là xem như không tồi. Còn gì nữa? Còn có trên thanh đao kia cũng có cổ, hiện tại cổ độc đã chảy về phía kỳ kinh bát mạch của hắn. Chỉ cổ trùng đó cũng đã tiến vào tim, ở bên phải trái tim hắn. Tiểu cô nương cư nhiên lại có mắt sáng như đuốc. Cổ độc hiện giờ đã tiến sâu vào mạch, lấy biện pháp bình thường trị liệu nhiều nhất chỉ có thể bảo vệ tính mệnh, công phu đã hoàn toàn phế bỏ, thậm chí còn có khả năng cả đời nằm liệt trên giường. Người nói bậy, ca ca ta sẽ không nằm liệt giường, ngươi là đồ sao chổi không được nó hư nó vượng. Vậy xem như ta chưa nói gì đi. Cầm miệng. Tuyết mạch, ngươi có phải còn biện pháp phi bình thường gì khác hay không? Dĩ nhiên là có, dùng biện pháp của ta thái tử điện hạ chẳng có thể giữ được mạng này, còn có thể tiếp tục điện công, cho dù kết quả không thể giữ được công phu thì vẫn có thể hoạt động như người thường. Cho dù kết quả không giữ được công phu cũng so với kết quả của mạch thần ý tốt hơn nhiều. Tiết mạch, vậy hoàng nghi liền sao cho ngươi, ngươi phải tận lực cứu chữa nó vì thường đối đãi ngươi cũng không tồi. Tiết mạch đương nhiên tận lực, nhưng mà điệt tiết mạch cũng có điều kiện. Một cái thiền sát cô tình, nếu cô ta muốn gả cho vân hoàng chỉ sợ chẳng những sẽ khắc chết vân hoàng, còn sẽ khắc chết sang sơn trường không quốc. Tiết mạch, điều kiện của ngươi là gì, trẫm sẽ si thác tận lực thỏa mãn ngươi. Bà hãy yên tâm, đối thế tử phi cũng có hứng thú.
điều kiện của Tuyết Mạch thì bệ hạ cũng nhất định có thể làm được. Thứ nhất, đem Quý Vân Dao vả miệng 90 cái, tước bỏ chức vị công chúa vĩnh không khôi phục. Thứ hai, hôn sự của Tuyết Mạch muốn tự mình làm chủ, bệ hạ không thể lại tứ hôn. Thứ ba, bệ hạ phải thề vô luận là hiện tại hay là tương lai sẽ không nói với Tuyết Mạch tiến hành bất luận cái gì trả thù, bao gồm bày mưu đặt kế quần thần cũng không được. Đương nhiên, phương diện này cũng bao gồm Quý Vân Dao công chúa. Vũ Hạng, người đừng nghe cô ta nói bậy. Đèn công chúa xuống đánh 90 cái, trẫm đều đáp ứng rồi. Có cơ hội nhất định sẽ báo thù, an tâm rồi. Nên Tuyết Mạch, theo trẫm biết, hoàng nhi đó với người có thể nói là ân trọng như núi, người cùng hắn quan hệ cũng không tồi. Nếu trẫm không đáp ứng điều kiện của người, người liền thực sự công trị cho nó sao? Cho dù bệ hạ không đáp ứng, Tuyết Mạch cũng sẽ chữa trị cho hắn, nhưng mà may mắn bệ hạ nhân đức, vô song đáp ứng rồi. Bệ hạ xin đợi tin tốt của dân nữ đi. Tuyết Mạch muốn một tỉnh thất tuyệt đối an tĩnh. Trong lúc dân nữ trị liệu cho thái tử điện hạ, bất lần bệ hạ nghe được âm thanh gì bên trong cũng không được đi vào, càng không được phái người quấy thầy, nếu không hết thảy tự gánh lấy hậu quả. Chấm lập tức phân phó chuẩn bị tỉnh thức, thị vệ canh gác nghiêm ngặt. Lâu lắm rồi cũng có làm phẫu thuật lâu như vậy. Tuyết mạch hoàng nhi sao rồi? May mắn không phụ lệnh. Tốt. Người đâu, chuẩn bị kiểu tấm tám người nâng đưa lên cô nương hồi phủ, sau đó trẫm cực sẽ có trọng thưởng. Đây là ai vậy? Thật là khoa trương. Vì nữ nhi tinh viên hậu hôm nay xem như hoàn toàn cá mặn quay sai người, lần này vạn tuế ban thưởng liền nhiều như vậy, từ nay về sau nàng mặc vàng đeo bạc không cần lo, ai nếu cưới nàng cũng coi như có lợi. Cưới nàng ta, Lưu huynh nói đùa, nàng chính là người mà đế tôn cùng Hàng Sơn Ngụy đại sư chính miệng phê là ngôi sao chổi, gả ai khác ai, cưới nàng mạng nhỏ cũng muốn hay không? Cái này kỳ thật nàng cho dù là ngôi sao chổi là như thế nào, nghe nói nàng rất đẹp, là y thuật cao minh, còn có tiền, nữ tử như vậy cưới về nhà cho dù bị nàng khắc chế cũng tâm cam. Ha, Lưu huynh sẽ không đối với nàng động tâm đi. Lưu huynh, nàng đang nhìn ta kìa. Trương huynh nhìn lầm rồi, nàng rõ ràng xem chính là ta. Mỹ nhân ném vỏ hạt dưa, mỹ nhân chuyên tâm hướng ta ném hạt dưa, có phải đối chính ta có ý tứ gì hay không? Để các ngươi về hôm nay lắm mờ mà trả giá chút đại giới, toàn thân ngứa 7-8 ngày. Hàng Sơn Nguyệt. Chủ nhân, ta nhìn thấy cái tên nói ngài lên chơi ngôi sao chổi Hàng Sơn Nguyệt. Không cần để ý tới hắn. Loại người này không nên trêu chọc thì tốt nhất, đều liên quan gì, bây giờ nên đã tạ thì hơn. Tỉnh viên hậu phủ. Tiểu chủ nhân, hắn là hộ vệ mới lão phu vừa mới tuyển được, công vụ rất không tội, là người mình cứu ở Thiên Thư Sơn. Sao hắn lại tìm tới đây? Phước thương xem ra cũng mau lành nhỉ. Hoàng thượng còn ban thưởng cho ta mấy tên thị vệ, tuy rằng ngươi có công phu không tồi, nhưng chuyện này cũng không cần làm phiền ngươi. Lão chung, ông đi sắp xếp công việc cho mấy thị nữ và ngụ trù đi. Ngụ trù này gặp công canh xét thật không tồi, chắc không được lão hoàng đế dùng cái này tới dụ ta. Dụ ngươi? Chính là lúc chủ nhân chữa trị cho tên thái tử đó, tên lão hoàng đế này hỏi ta rất nhiều chuyện nha, nào là nhà ta có bao nhiêu, sống ở đâu, rồi làm sao cùng chủ nhân thành lập khế ước nữa, nhưng mà ta không có nói gì hết. Xem là Nhạc Hiên đế lại coi trọng Tiểu Kỳ Lân, suýt nữa dụ Tiểu Kỳ Lân nó ra gia tộc của mình rồi. Tiểu Hoa Táo, nhân tâm hiểm ác, nếu ngươi không muốn bị diệt tộc, quê nhà của ngươi ở đâu ngàn bạn không được nói cho bất luận kẻ nào, quyết không thể nói lộ ra chút gì, có nghe hiểu hay không? Biết rồi, năm đó đại ca ca cũng nói vậy. Chính là vị hoàng tử bị phong ấn trong tảng đá bụng thạch tinh sao? Trong bụng thạch tinh, hình như đúng ở trong bụng thạch tinh vẫn còn có một người nữa. Tiểu Hoa Táo, huyết kế của chúng ta là ai giúp chúng ta thành lập? Quên mất rồi. Ngày hôm sau, không ngờ lại ngủ đến một ngày luôn. Làm cỏ tuần tra vẫy tước quét nhà còn có hộ vệ. Chúng thúc, những chuyện này là ai an bài? Bẩm chủ nhân, là tên thiếu niên mới tới kia tịch tuyệt, hắn có chút tài năng, chỉ trong thời gian nửa ngày điền đem mấy tên thị vệ trị đến dễ bảo. Ngươi qua đây một chút. Ngươi làm sao mà tìm được nơi này? Chỉ cần có tâm tìm cô cũng không có. Tướng mạo tuy là cùng Nhị Hào thị vệ có phần giống nhau, nhưng hai người khí chất lại không giống. Nhị Hào trầm ổn dứt khoát, còn hắn lại ẩn ẩn có một loại thanh nhã quý khí. Tìm ta làm cái gì? Báo ơn. Lúc đó ta cũng đã nói rồi, cứu ngươi chỉ là thuận tay, không cần ngươi báo ơn. Cô không cần là chuyện của cô, ta muốn báo ơn là chuyện của ta, tại hạ cũng thích thiếu mối ân tình. Ngươi nếu đã tìm được ta rồi cũng đã nghe nói chuyện của ta rồi chứ, ta là thi sát cô tinh, sẽ khắc ngươi bên cạnh, ngươi sẽ không sợ bị ta khắc sao? Nói đến đoạn mệnh cũng chỉ là giả dối để hư ảo.
Ngươi có thể nói ra thế bối cảnh của ngươi hay không? Đến viên hầu phủ ta không xứng vì lai lịch không rõ. Thứ tại hạ có nỗi niềm khó nói không thể nói ra. Ra thế lai lịch, nhưng tại hạ có thể đảm bảo tuyệt đối ra thế trong sạch, cũng sẽ không có đối một cô nương bất có bất luận bất có bất luận bất lợi gì. Được rồi, ta quyết định từ hôm nay trở đi ngươi liền lập thị vệ bên người ta đi. Ta ở nơi nào thì ngươi đó đi. Được. Đã trả lời được mà, không phải là Vân, hắn có thân phận gì đây? Mặc kệ hắn có thân phận gì, chỉ cần đừng làm trở ngại tính toán của ta là được. Kết quả nửa tháng sau, thượng tướng Quý Vân Hoàng đã khỏi một nửa, liền không màng ngăn chạy đến thăm Ninh Tuyết Mạch. Những công tử phủ tiểu sinh đến trước phủ bái kiến đều bị đuổi đi. Cường Tráng hay Phong Lưu công tử đều bị tịch tuyệt đuổi đi hết. Tịch tuyệt, ngươi đem đầu hạ của ta đều đuổi đi, thì sẽ cô tin gặp được một nhánh đầu hạ cũng không dễ dàng. Bọn họ không xứng với cô. Ngươi hung dữ như vậy mang theo bên người chỉ sợ ta về sau chắc gả không được. Cô sẽ không gả không được, ta có thể cưới cô. Thật nhóc này, khám tình sau này ta sẽ nhớ. Về sau nếu ta thực sự gả không được, vậy gả cho ngươi. Cô sẽ khi. Tịch tuyệt, ngươi đứng đó ngẩn người làm gì? Đang xem người kia có chút cổ quái. Kỳ lạ sao? Người cổ quái gì đâu, ta sao lại không thấy gì hết? Không thấy. Đế tọa, ván này ta đành phải thắng thôi. Đế tọa, ngươi tự hồ đường đời có chút thất thần à, nghĩ cái gì? Ngươi nói xem. Ta thấy ngươi vừa rồi tự hồ vận dụng quan vi chi thuật xem một chỗ hồng trần nhìn gì thế? Đế tọa vừa rồi huynh mở ra nơi đó nhìn sống thủ đô, trừ công quốc, huynh không phải mới vừa ở nơi đó trở về không lâu sao? Hay là ở đó có cái gì cổ quái? Các người đoán, ngươi không phải là xem một cái tiểu cô nương sao? Đế tọa hậu của hoa khai rồi. Dùng Nguyệt Huynh không cần suy đoán lung tung, vừa rồi chỗ hồng trần kia không có xuất hiện nữ tử gì, chỉ có một vị thiếu niên. Không phải chứ, đế tọa nhìn trúng cương nhiên là một vị thiếu niên đạn tụ. Người đạn tụ bốn ta cũng sẽ không đạn tụ, người thua rồi. Ý, ván này cũng tính là người chơi gian, cố ý thừa nước đục thả câu hấp dẫn lực chú ý của ta. Vậy người có chơi nữa hay không? Chơi, đương nhiên thôi chơi, ta phải đem tiên đan thắng trở về. Thiên loạn, thiên phong quả của người có bao nhiêu? Đế tọa công lực cũng đã khôi phục, niệm công cường lại nhớ thương mấy cái trái cây kia của tiểu nhân đi. Thiên phong quả để lâu sẽ hư, cho nên đế tọa tới nơi này tiêu hao của ta nhiều như vậy, là tốt cho ta, sợ mình ta ăn không hết, để lâu hỏng thì thiết phí phạm của trời. Thiên loạn, chỉ số thông minh của người cao lên không ít. Thiên loạn, ba người chúng ta luôn luôn như một trái cây. Của huynh nếu là thuốc để đế tọa khôi phục thì có miếng mấy cái cũng không sao, dù sao huynh cũng ăn không hết. Ta lại biết vụ thiên vị hắn, kỳ thật mấy cái trái cây cũng không có gì, ta chỉ là kỳ quái đế tọa sao lại bỗng nhiên tự đem bản thân mình làm cho suy yếu như vậy. Ngươi ở trường không quốc rốt cuộc gặp chuyện gì? Rất muốn biết. Không nói cho các người hơn nữa, Dung Nguyệt, Thiên Lan, ngươi lại thua rồi. Đây là cái cuối cùng của ta. 10 ván thì đến 9 ván thua. Thiên Lan, ngươi nên rèn luyện lại cờ nghệ đi. Bốn ta cũng nên đi rồi. Đế tọa, đã mặt ta tổn thất nhiều đinh đang hiệu dược như vậy, ngươi có thể nói cho ta ngươi vừa rồi rốt cuộc đã đang xem cái gì? Bốn tọa phát hiện một nhân tài. Nhân tài gì? Xem như toàn tài đi. Đáng tiếc cái gì? Tỉnh thức Tỉnh Viễn Hầu Phủ. Thật không ngờ mình lại có một mộc hỏa song linh căn. Như thế này thì làm sao có thể là phế tài được? Cái này dẫn đến đan điền sao? Niệm lực bị nó hút vào. Ra ngoài. Thần thức bị tống ra ngoài. Vừa rồi là thứ gì? Chẳng lẽ là tổ hỏa nhập ma? Ta cũng không có ác ý, chỉ muốn gặp Ninh cô nương một lần. Cô ấy không phải là người muốn gặp là có thể gặp được. Tịch tuyệt, để hắn vào đi, ta nhận biết hắn. Là thị vệ bên người Quý Vân Hào, nhất hào thị vệ. Tại hạ, mà muội đến là muốn hướng Ninh Hầu ra hỏi ta một người. Ai à? Người họ Ninh Hầu ra đã gặp qua rồi là nhị hào thị vệ. Hắn đã từng đi theo Hầu Gia vào núi, lúc phụ mệnh vương gia bảo hộ Hầu Gia. Hiện tại Ninh Hầu đã trở lại nhưng vẫn không thấy hắn trở về. Tại hạ đã tìm hắn mấy ngày nhưng không có chút hành tung nào. Không biết Hầu Gia có biết hắn hiện tại ở nơi nào? Hắn đã chết, bị chim tình ưng bắt được ở tầng cửu phong. Đà tạ Ninh Hậu ra nói cho tại hạ biết. Còn có một chuyện không biết là vị công tử này là ai?
ta là ai cũng không có quan hệ gì với ngươi. Hắn cùng nhị hầu thị vệ không có quan hệ gì. Thật ra trong thiên hạ người có dung mạo tương tự không phải số ít. Tại hạ sẽ còn lại cha, cũng hy vọng Ninh hầu gia không cần hướng Lục Vương ta. Vương gia lộ ra sự tình tại hạ đã từng tới mấy đại ngày. Ta đã biết, ngươi cũng nên bây giờ sớm đi, chuyện này ta cũng sẽ không nói với hắn. Thì ra Thạch Đầu tuy rằng không có thân phận người nhà, thân nhân người nhà nhưng lại từng có huynh đệ tốt. Tịch Tuyệt, ngươi có thể đi xuống nghỉ ngơi. Cô lúc trước cứu ta là bởi vì ta lớn lên sống nhị hầu thị vệ đó. Cô lúc đó cứu ta là vì ta lớn lên sống nhị hầu thị vệ. Cái này cũng là một phần nguyên nhân đi. Ta không phải hắn. Ta biết, nhưng ngươi rất may mắn lớn lên có khuôn mặt như vậy, cứu được ngươi một cái mạng nhỏ. Cô thật thích hắn. Thích à, hắn ở trong lòng ta tự như một người huynh đệ, là loại sinh tử chi giao. Cô xem ta là thế thần của hắn. Ngươi suy nghĩ nhiều cái gì thế này? Thế thần hay không thế thần, ngươi là ngươi, hắn là hắn, ngươi không thay thế được hắn. Thế giới này vốn dĩ ai cũng không thay thế được ai. Ý cô là ta không bằng hắn. Thằng nhóc này hôm nay bị cái gì thế? Tịch Tuyệt, ngươi đã khá quá mệt mỏi, nghĩ nhiều quá. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Ta còn phải tắm gội, ngày mai còn phải tham gia liên hoan gì đó. Dù sao cũng phải có chút tinh thần mới có thể cho ta mặt mũi. Cô để cho người khác bội đi, tốt nhất là cái kia nhị hào gì gì đó. Hắn muốn lộn thuốc à? Ngày hôm sau, Thấm Phương Vi. Tịch Tuyệt vẫn chưa quay lại, chẳng lẽ bị ta làm chạy mất luôn rồi à? Có điều lão hoàng đế cũng thật biết tính toán, sợ ta và thái tử nên mới tổ chức mấy tiệc liên hoan tuân thân đại hội này. Nhưng mà nàng ta chính là tân tỉnh viễn hậu, lớn lên nhìn cũng đẹp, xinh đẹp cái gì, nàng chính là thiên sát cô tinh khắc phu, ai cưới nàng sẽ chết sớm. Gần đây vạn tuế tự hộ đang muốn kén để cho nàng ta, nghe nói chỉ cần nàng ta bị nàng ta nhìn trúng, vạn tuế liền sẽ tứ hôn. Đúng vậy, cho nên gia phụ điền tìm cho ta một cuộc hôn sự rồi. Chủ nhân, sau này tiểu kỳ lân trưởng thành cưới ngài làm kỳ lân vương hậu, nào cho bọn nhân loại ngu xuẩn này đi gặp quỷ hết. Chờ người trưởng thành đi rồi nói, cuối cùng cũng có thể yên tĩnh một chút. Kết quả tiểu táo thì, chủ nhân ở bên kia thơm mới, ta đi xem có gì ăn được không. Tiểu táo rốt cuộc cũng là một tên tiểu quỷ tham ăn. Trên thế giới này chẳng lẽ không có nam nhân nào thành thục ốm trọng cương nghị hay sao? Như sự thái lòng chẳng hạn. Cô nương, nơi này nguy hiểm, hay tránh xa chỗ này. Ai? Nam thần giấc mơ của ta thành thật sao? Vẫn cái ông này tốt vậy sao? Cô nương cẩn thận. Cô nương đừng sợ, ta đến cứu cô nương. Cứu mạng dây. Ta nằm mơ sao? Ta rốt cuộc cũng chạm được đến tay thần tượng. Ta cũng có may mắn rồi. Ta đến cứu cô đây. Sao lại thế này? Là hẹn Sơn Nguyệt. Đa tạ thiên sinh tương cứu. Người này có gương mặt rất sống với tên Sử Thế Long kia. Tiên sinh, trong hộp có một người làm phiền tiên sinh cũng cứu nàng với. Người ở đâu? Chính là ở... Không xong, nàng ta bị chìm rồi, tiểu tướng đi vớt nàng lên. Sao lại không có hơi thở? Ta rõ ràng đã khống chế thời gian kịp thời. Tuyết Mạch, Hàn Sơn Nguyệt tiên sinh. Vừa biết Tuyết Mạch ở ngoài hồ, thế tử liền chạy đến. Tiên sinh, Tuyết Mạch sao lại rơi xuống hồ? Để tiểu vương gọi ngự y đến. Cầm miệng. Cơ thể không cử động được. Hàn Sơn Nguyệt cương nhiên. Hỗn đản. Hàn Sơn Nguyệt, ta nói cuộc có thù án gì với người, người phải đối với ta như thế. Giọng nói của nàng ta bị khàn khàn rồi. Cô nương, cô hiểu lầm rồi, cô bị đuối nước chính là vị hàng đại sư này cứu cô. Ta, hắn sẽ cứu ta, hắn cầu hố ta thì nên niệm A-di-đà Phật rồi. Lần này nếu không phải hắn, ta làm gì đến nỗi thiếu chút rồi bị chết đuối. Người này quá thật chính là ác ôn, lại còn mất liên lạc với tiểu kỳ lân nữa. Tên xã hỏi này thực sự muốn giết ta. Lấy cái tay dơ bẩn của người ra, ghê tởm. Người, Hàn Sơn Nguyệt, ta mặc kệ ngươi vì cái gì tính kế ta như vậy. Thù này chúng ta kết định rồi, có bản lĩnh ngươi bây giờ liền giết ta đi. Bạn không ta nhất định sẽ báo thù cho ngày hôm nay. Tuyết Mạch, nàng hãy bớt giận, ta mang nàng đi đổi một bộ y phục khác nhé. Cô ta có thể về nhà thay. Muốn đuổi ta đi, không có cửa đâu, ngươi cho rằng ngươi là ai hả?
Điện hạ, mang ta đi tắm rửa thay y phục khác đi. Được, bổn vương mang nàng đi. Yến hội. Tỉnh Viễn hậu phủ nên tiểu thư đến. Đẹp thì có đẹp, nhưng đáng tiếc là ngôi sao chổi. Nghe nói thạch thống lĩnh chỉ dùng cô ta, chỉ cùng cô ta nói mấy câu đã bị cô ta liên lụy suýt nữa chết đuối. May mắn là được hàng đại sư cứu. Thiền sát cô tin đúng là danh bất hư truyền. Tuyết mạch, trẫm nghe nói người bị rơi xuống nước không sao chứ? Ta vạn tế sao quan tâm tuyết mạch không sao? Ừ, vậy trước ngồi xuống đi. Di diễn họ lại biến thành tương thân đại hội. Tội cho bọn họ phải ngồi cùng bàn với ngôi sao chổi ha ha. Ai bảo bọn họ có mắt nhìn cao quá, không để mắt nữ nhân nào, kết quả bị vạn tế xa ăn bàn ngồi cạnh ngôi sao chổi. Nên tiểu thư, đây là yến hội hoàng sa, mang xuống vật ngồi vào vị trí này không thể khỏi mất hết hệ thống. Với đây là yến hội hoàng sa, đương nhiên là bệ hạ định đạt. Bây giờ bệ hạ còn chưa nói cái gì, người đứng ở địa vị gì mà tới nói những lời này? Sống là cái gì? Bản thân là kỳ lân. Kỳ lân đúng là bản thân, đồ có mắt không trồng lại đem bản thân này cho sự sủng vật cái gì hả? Tiểu kỳ lân, nhân hôm nay đáo nhiệt, sao ngươi không coi phục một chút nguyên thân để cho bọn họ nhìn xem, làm cho bọn họ kinh sợ một chút. Hơ, để các ngươi sáng mắt ra. Thật sự là kỳ lân, lần đầu ta được thấy kỳ lân. Con trai Thị Lan, nên tiểu thư nếu có rảnh đến phủ ta chơi, ta chắc chắn làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, để cô tự nhiên ở như ở nhà. Ô, nên tiểu thư, thanh danh của cô dẫu muốn gả cho người tài tuấn cũng có chút khó khăn, ta xem cũng không đành lòng. Nếu cô chịu đem tiểu kỳ lân lấy danh nghĩa thì lan phủ nuôi dưỡng, ta có thể cưới cô làm cơ thiếp đứng đầu, coi cô cũng coi như có chút phúc phận rồi. Phúc phận? Công tử nói như vậy là vì suy nghĩ cho tiết mạch à? Cái đó đương nhiên, nên tiểu thư cũng biết rồi, cô chẳng những là mệnh cách thiên sát, cô tin đây còn là niệm lực phế tài nữa. Nói như vậy người cho ta cái vị trí tiểu thiếp là đối với ta ân sủng, không sai là bản công tử tốt bụng, nhưng ta không thích đồ yếu đuối kia. Người cái độ phế vật, người nói là ai là yếu đuối? Không tội. Nghe nói Thị Lan thiếu gia cũng là một nhân vật thiên tài, bị một cái phế vật ném văng ra cảm giác như thế nào? Người rốt cuộc dùng quỷ kế gì? Quỷ kế? Đó phó nhã còn yếu đuối như ngươi, vậy còn cần quỷ kế gì? Được rồi, Triệu Toàn, vẫn là ngươi coi khinh Ninh Hầu rồi, nàng cũng còn trẻ tuổi mới cùng ngươi đùa một chút như vậy, người đâu đỡ Triệu công tử đi xuống theo quần áo. Hoa Thanh Hậu, ngươi đến bên cạnh Tuyết Mạch ngồi xuống đi. Bệ hạ, tuổi cũng giống ngồi cùng Ninh Hầu. Vì sao? Tuyết Mạch không phải là phế tài, công phu quần cực không tội, cùng ngươi ở bên nhau còn có thể luận bàn với nhau một chút võ công. Tiểu tướng cũng thích nữ tử quá hung hãn, sau một lời không hợp liền bị đàn đánh. Ha, hoa hậu cũng đang căng thẳng quá. Hoa Thanh Hậu cũng căng thẳng quá, đúng vậy, cũng giống như con trai Thị Lan vậy, bị ném ra mặt hoặc không cần mặt mũi. Nếu không phải do mệnh lệnh của bệ hạ, sợ là chẳng có ai muốn ngồi với cô ta cả. Ai lại muốn ngồi cùng bạn với nữ tử hung hãn như vậy chứ? Quả là bọn nam nhân thúi, niệm lực không có thì bọn họ cười nhạo là phế tài, công phu sở thì lại bị ghét bỏ, ghen tị so với bọn họ còn sở hơn. Người đủ cái gì, sợ bốn cô nương cũng ném người ra ngoài. Bệ hạ, vi thần à, không tiểu nhân cũng muốn xin đổi chỗ ngồi. Lúc trước đào hoa cực kỳ tu tốt, mà sau khi đến đây lại không ngờ đã có một ngày sẽ rơi vào kết quả như vậy, bị người ta coi như hồng thủy mảnh thú tránh né. Bấm bệ hạ, nên Minh Vương Thế Tử đến chơi. Cái gì? Minh Vương Thế Tử, mau mời. Hoàng Nhi, con mang các đại thần thay trẫm lên đi nghênh đón. Minh Vương gia tộc chính là gia chủ của gia tộc, có cao thủ nhiều như mây, bọn họ tự thành nhất thống, không chịu sự quản lý của hoàng tộc. Trước người gặp qua gương mặt thật của bọn họ. Minh Vương Thế Tử cương nhiên là Tịch Tuyệt. Thằng nhãi này lúc trước là cải trang vi hành sao? Cậu không mau chuẩn bị như Thế Tử một bàn, vậy hả? Không cần phiền phức như vậy, bản Thế Tử ngồi đây là được rồi. Hắn là đi ngồi cùng với ngôi sao chổi kia. Thế Tử nơi đó là chỗ ngồi của thần tử, Thế Tử thân phận tôn quý, theo lý nên có chỗ ngồi khác. Không cần, bản Thế Tử không sao đâu, nhiều như vậy uống chi ta cùng vị, nên tiểu thư này rất quen biết, ngồi ở đây vừa lúc có thể cùng nàng ôn chuyện. Tiết Mạch, một ngày không gặp là biệt vô âm tính luôn. Ta đế tử nhớ thương Tiết Mạch vẫn khỏe. Chẳng trách thằng nhãi này lúc còn trong phủ nhất định không gọi ta là chủ nhân, thì đây là có thân tế hiểm hết. Tiết Mạch, người quen biết với Minh Vương Nhịch Thế Tử sao? Bảo mẹ hạ, Tiết Mạch may mắn đã từng cùng Thế Tử kết bạn ở Thiên Chư Sơn. Thế Tử đại khái là cải trang vi hành đi vào phủ Tiết Mạch. Tiết Mạch không biết thân phận, ủy quốc hắn làm thị vệ bên người mấy ngày. Bản Thế Tử cũng không phải là cải trang vi hành, là cô có ơn cứu mạng bản Thế Tử, cho nên bản Thế Tử vào phủ là bị báo ơn. Vẫn là ý của Thế Tử ra rồi. Tiết Mạch, cô giận rồi. Thế Tử đa tâm rồi.
Vậy vì sao cô không cười? Ta lại không phải là bán bẻ tiếng cười. Thấy thế tử ta thật cao hứng. Nào thế tử, tiếng mạch kính đưa một ly. Không cần xa lại như thế, cô gọi là tịch tuyệt như cũ là được rồi. Tiếng mạch không dám. Có cái gì không dám, bản thế tử cho phép cô gọi. Gọi ta tịch tuyệt. Được, tịch tuyệt điện hạ. Bỏ chữ điện hạ. Được, tịch tuyệt như vậy được chưa? Thân phận có thay đổi nhưng thằng nhãi này vẫn là nhóc con. Ừ, có thể. Vô luận thân phận ra sao, tiếng mạch ta luôn đều luôn không muốn rời xa. Đều không muốn cô cùng ta xa lạ. Dĩ nhiên ta sẽ không xa lạ, ta vẫn luôn xem ngươi là bằng hữu. Ánh mắt sắc bén của thằng nhãi làm da đầu mình tê dại. Tịch tuyệt thế tử và tể quốc trẫm cư nhân nên mới biết trẫm trễ thế tử làm phiền thế tử bị ủy quốc, trẫm thập phần băn khoăn. Bản thế tử chưa chịu ủy quốc, bệ hạ không cười khách sáo. Tiết mạch, món trứng tôm này không tồi, ta đã nếm qua hương vị hẳn là cô thích, cô ăn thử xem. Tiết mạch, cái nàng cũng rất ngon, cô thử xem. Ngươi cũng là người chu đáo nhỉ, đối với khẩu vị của ta lại biết rõ như vậy. Này là đương nhiên, ở cứu mạng không có gì báo đáp nên lấy thân báo đáp. Thế tử ra, con này giống như là nữ tử đối với nam tử ái mộ lại có ơn cứu mạng nói. Trả lại thì cũng giống nhau thôi, tiết mạch ta. Trượt tay. Thế tử điện hạ mới nói không biết có nghe nói qua thiên sát vô tinh hay không. Bản đế tử chưa bao giờ tin những lời quái lực loạn thần. Thiên sát vô tinh chính là khắc phục, khắc mẫu, khắc huynh, khắc phu, khắc hết thảy những người thân cận với nàng, là ngôi sao chỗ mang xui xẻo. Bản thế tử chỉ hiểu vân văn nhân tứ hữu, học tử lục nghệ không biết nhiều, chuyện quỷ thần như cô nương, ngôi sao chỗ không ngôi sao chỗ bất quá chỉ là lời nói, không nên tin nhưng lại có nữ tử vừa xấu vừa già lại còn thích tác quái lại là sống sờ sờ, không khỏi cái người khác ghét, tiểu thư của nó có phải hay không? Hắn đột ngột xuất hiện, thậm chí không hề báo trước cho lão hoàng đế. Đối với thế gia vọng tộc mà nói thì là chuyện này chỉ sợ coi là bị thất lễ. Nữ tử kia cũng là xuất thân gia đình quan viên, thằng nhóc này lại không hề nể mặt, muốn cưới với cái đại danh thiên sát cô tinh này của mình. Lần này tịch tuyệt gây ra động tĩnh lớn như vậy, Minh Vương gia tộc chắc chắn sẽ không đồng ý để hắn có liên quan gì đến mình. Phóng chừng sau yến hội lần này tịch tuyệt sẽ bị bọn họ nghĩ cách đem trở về gia tộc, không cho hắn cùng mình gặp lại. Tiết mạch cô có tâm sự. Hôm nay vui như vậy nên không sai không về, tịch tuyệt, ngươi tốt xấu, gì cũng là nam tử hán, có dám cùng ta uống đùa hay không, tử lượng của ngươi chắc không bằng ta rồi. Ta là nam tử hán, chúng ta đua cuốn, say ta cổng cô về. Được, ngươi uống nằm bò, ta bảo thị vệ khi ngươi về trở về, sao không phải là cô đem ta hồi phủ. Nơi đó của ta miếu nhỏ sẽ có thể dung được đại thần như ngươi. Tuyết mạch, cô đây là muốn đối với ta xa lại như vậy sao? Ha ha, nào có, đến đây chúng ta uống rượu. Nhưng ngươi là tiểu hài tử uống rượu, thật sự cũng có việc gì sao? Cô nói bậy gì đó, cô so với ta còn nhỏ hơn nhiều. Ngươi đừng có tránh. Muốn gõ đầu ta đâu, cô dễ dàng như vậy, không bằng đổi lại. Tên tiểu quỷ này làm sao vậy? Đau bụng. Nửa canh giờ sau, bệ hạ, thiếu tử không khỏe, bảo được hạ tới xin cáo từ. Thiên sát cô tinh quả nhiên công hổ là thiên sát cô tinh, thái tử cùng cô ta chỉ là ngồi chung uống rượu, liền cảm thấy không khỏe. Tịch tuyệt không sao chứ? Đại khái đã đỡ hơn nhiều, thiếu tử gia phân phó tiểu nhân, tối nay hộ tống Linh tiểu thư hồi phủ. Không cần, ngươi vẫn là đi hầu hạ thiếu tử gia nhà ngươi đi, ta có hộ vệ với nhà đầu rồi, lệnh thế tử không thể tránh. Được rồi, tiền ngươi vậy. Hoàng tiểu thư nhỉ đẹp quá, thật đẹp. Tịch tiệc cũng về rồi, tối nay trực sự dài mà. Ai nhảy xong rồi à? Đinh hầu là đang khen được người ta à? Nhược người ta à? Cái này không phải là làm hoàng tiểu thư không lưu được sao? Nên họ cảm thấy điều vũ này của tiểu nữ tưởng vậy không tốt sao? Căn bản là không có xem. Hôm nay có được hoàng ân để mọi người ở đây gặp nhau, nên hầu sao không dâng lên một điều vũ cho mọi người cũng kiến thức một chút. Ha ha, ở trường công quốc ai cũng đều biết nữ nhi Ninh Hầu chẳng những là phế tài lại còn có vũ đạo ngu ngốc. Hàng tiểu thư là cố ý rồi. Ha ha ha, để cô ta nhảy đi. Nhảy đi, nhảy đi. Ninh Hầu sái để mọi người được kiến thức một lần đi. Ta đây đừng nhảy một chút. Nhảy một cái đi, nhảy một cái đi. Tuyết mạch, nèo xoay rồi không cần nhảy. Bệ hạ, vi thần muốn đổ một bộ trang phục chuẩn tấu. Cô ta đi còn lảo đảo như thế có thể nhảy được sao ha? Cứ để xem trò cười đi ha ha ha. Tuyết mạch, khanh mặt như vậy là muốn nhảy điều gì? Phi thi. Đây thực sự là Ninh Tuyết Mạch sao? Rõ này là tiên nữ mà. Tiếng cầm này. Khí huyết bắt đầu được từng đợt cuồn cuộn, cơ thể không chịu nghe lời là do tiếng cầm nó khống chế.
Ngươi... Đừng động, thắng là điểm huyệt vị của mình. Chẳng lẽ tên Hàng Sơn Nguyệt này đang cùng người bên ngoài đánh đàn, đấu pháp, nhưng mà mắc xị phấn ôm mình vào trong ngực đàn. Bây giờ mình rất vui lòng đem tiền bạc đưa cho hắn. Sử vững tâm trí, không suy công tư, không buồn không vui. Nóng quá, thật nóng. Dùng tiếng nhạc, đấu pháp không phải là nên chuyên tâm sao? Không phải nên tìm cái tư thế thoải mái thích hợp nhất để đàn tấu sao? Người này ôm mình như vậy đàn tì bài như thế nào đây? Hay là hắn làm như vậy là có hiện cơ gì khác, muốn mượn niệm lực của mình, nhưng một người niệm lực chỉ đạt tới tứ cấp có thể có bao nhiêu niệm lực để cho hắn mượn? Lúc này mà nàng còn có thể tức tận được, xem ra là không bị tiếng này khống chế. Tiếng cầm đột nhiên dừng lại. Y phục của ta sao lại bất chỉnh như vậy? À... Tiết Bạch, chủ nhân, Hàng Sơn Nguyệt đại, không phải đại sư không phải chưa bao giờ thân bực cận bất lượng nữ tử thì sao? Hơn nữa danh xưng ngôi sao chổi này còn là ngãi phong cho nữa, để làm sao lại ôm cái ngôi sao chổi khi thân mật như vậy? Buông ta! Đúng rồi, người đánh đàn rốt cuộc là cái tên hỗn đản nào đàn ra lại tiếng đàn thiếu đạo đức này. Ha ha, tiểu Tiết Mạch này vẻ rất đẹp, ta sẽ lại đến tìm nàng. Hồng Y biến thái, sao có thể được, hắn có phải là bị mình đá xuống hồ cho mảnh thú ăn sao? Bẩm bệ hạ, bọn thần chỉ thấy một người toàn thân hồng y ngồi phía trên một con thuyền đánh một ngay đèn cổ, nhưng lúc đó trên hồ có sương mù, thần không thể nhìn rõ, một lúc sau thì hắn đã biến mất. Hồng Y, cô ta đàn tì bà không phải là ám hiệu chứ, cố ý đưa hồng y ma quỷ tới đây. Nhìn xem cô ta còn thua một thân con thần thú, mấy bản lĩnh của cô ta sao có thể được, khẳng định là tên hồng y đàn bà, đàn tì bà kia giúp cô ta. Nó hữu đất vượng, về mặt hồng y rất nhiều, chủ nhân ta, đàn tì bà cũng là ngươi bức, lại không phải là nàng chính mình nguyện ý nhãn nguyệt, nguyện ý đàn như thế nào liền thành ám hiệu. Tuyết Mạch, ngươi còn gì cần nói? Bệ hạ, ngài muốn ta nói cái gì? Bọn họ nói sự tuy rằng... chỉ là suy đoán nhưng cũng rất có đạo lý. Tuyết Mạch, chẳng không phải là hoài nghi ngươi, mà là trên người của ngươi xác thực có quá nhiều bí ẩn. Trước hãy nói xem đó, ngươi cùng Kỳ Lân thần thú rốt cuộc là như thế nào thành lập huyết khế, ngươi giúp các ngươi lại không nhớ được chuyện đó như vậy, ngươi thiệt như thế nào không nhớ rõ, thật sự cùng người áo đỏ không có quan hệ. Việc đọc huyết khế ta cũng chủ nhận xác thực là không nhớ rõ, chủ nhân ta cũng chưa có nói dối. Đại khái là chủ nhân ngươi uống rượu nhiều đó không thanh tỉnh, nhất thời không nhớ ra, vậy tạm thời lưu lại tỉnh rượu rồi trở lại chấm đi. Mọi người đâu, đem Ninh Hậu tới một nơi thích hợp để tỉnh rượu đi. Phụ hoàng, Tuyết Mạch thu phục tiểu Kỳ Lân tuy đàn kỳ hoặc chút, nhưng cũng không đại biểu người sau lưng giúp nàng là tên hồng y cầm sư kia, rốt cuộc không có gì chứng cứ có rõ ràng chứng cứ như vậy trị tội nàng. Ai dám bắt chủ nhân ta, nàng ta là người mà thế tử bảo ta phải bảo vệ. Ninh Tuyết Mạch, người muốn tạo phản. Xem bộ dạng này của lão hoàng đế thực sự đối với mình động sát khí, không thể không người không thể ngồi yên chờ chết, nhưng bên ngoài có quá nhiều thị vệ. Tiết Mạch, nàng đừng xúc động, phụ hoàng sẽ không thực sự làm khó dễ nàng. Hoài Nhi, cẩn thận. Điện hạ, xin lỗi. Ninh Tuyết Mạch, ngươi đây là thật sự muốn tạo phản, bỏ trả thái tử ra. Bệ hạ, ngài là ngài công vân đỏ thị phi, muốn đẩy Tiết Mạch vào chỗ chết, Tiết Mạch không thể không phản kháng. Ninh Tuyết Mạch, ngươi có biết người như vậy đi ra ngoài chính là đối địch cùng toàn bộ trường không bước hay không? Vậy cũng không còn biện pháp, ta bây giờ không phản kháng, ngày mai liền sẽ bị bệ hạ chỉnh thành một cối tử thi, như thế nào cũng chết, ta tự nhiên muốn liền một phen. Trẫm chỉ là muốn cho người mang ngươi đi tỉnh thất tỉnh rượu, cũng không có ý làm hại gì. Rốt cuộc trên người của ngươi bí ẩn quá nhiều, chỉ cần ngươi có thể nói ra người giúp các ngươi thành lập huyết kế là ai, trẫm sẽ không làm khó dễ ngươi. Vậy nếu Tiết Mạch trước sau nghĩ không ra thì sao? Nàng quá mệt rồi, thanh kiếm để trên lưng ta, cho đỡ một chút. Lần này không uống rượu nhiều nằm đó có chút trì độn rồi. Đa tạ, vui ta thả người, nằm mơ, như đến nào cũng phải đến các ngươi đưa ta ra thành. Không được, thương tổn thái tử, các ngươi mau tránh ra. Ngươi là nam tử hán, ta xem ngươi như bằng hữu, ngươi lúc trước bị quý vân giao đã thương ta, ta cũng không cùng ngươi so đo. Ta muốn làm, từ trước tới giờ chưa bao giờ muốn làm bằng hữu của nàng. Chỉ cần ra khỏi chỗ này ta cùng tiểu Kỳ Lân có thể trốn thoát rồi. Lại đến nữa, cảm giác thân thể không thể cử động được. Cứ như là hắn, tên gia hỏa này thực sự muốn giết chết mình hay sao? Điện hạ tránh ra.
Hàng Sơ Nguyệt. Hàng tiên sinh, ngài bắt được tên thích khách mặc hồng y đánh bạn rồi sao? Để hắn chạy thoát rồi. Vậy tiên sinh cũng biết người kia lai lịch ra sao không? Không phải người. Trên thế giới này thực sự có yêu quái. Nghe nói yêu quái chuyên ăn thịt người, hơn nữa tên yêu quái này xem ra còn rất lợi hại, ngay cả Hàng đại sư cũng bắt không được hắn. Nếu thực sự là yêu quái, chẳng trách đứa nhỏ này không chịu nói ra người giúp họ thành lập kế huyết là ai. Huyết kế là ai? Bệ hạ, cô ta hơn một tháng này biến hóa rất lớn. Lúc trước cô ta thật yếu đuối, tự lại bản lĩnh như vậy, tướng mạo cũng thay đổi, căn bản không giống với cô ta. Cô ta sẽ không bị yêu quái gì bám vào người chứ? Chỉ sợ cô ta cũng là yêu quái. Nên Tiết Mạch, đến lúc này rồi ngươi còn gì đó nói? Này đúng là ghét tội thì sợ gì không có lý do. Tiết Mạch nếu thật là yêu, lúc trước sẽ lại điều mạng cứu thế tử điện hạ. Người này muốn ám sát bệ hạ thì cơ hội nhiều đến không thể tém công sởi. Vì sao lại không động thủ? Lại như thế nào không nhân lúc vừa rồi đại khai sát giới? Phụ hoàng, Tiết Mạch xác thực không có làm gì nguy hại đến trường không quốc. Này là ninh nữ, ninh hầu nữ nhi, hơn nữa còn cứu nhi thần. Nếu không có nàng nhi thần đến mất mạng, phụ hoàng nếu chỉ bằng một ít lý lẽ có tội danh với tới phán này, tội chỉ sợ sẽ làm cho các trung thần khác thất vọng buồn lòng. Hoàng nhi, tội khác không nói chỉ bằng việc cô ta vừa rồi bắt cóc con làm con tin, chính là phạm tội tru di của tộc rồi. Phụ hoàng, vừa rồi là nhi thần tự nguyện làm con tin, không quá quan hệ gì đến nàng. Hộ cháu, chỉ bằng một câu này ngôn qua trên triều đình là có thể bắt lấy nhược điểm của nó, phế đi vị trí thái tử, tử tử này điên rồi sao? Trước đêm Ninh Tiết Mạch bắt lấy, tam tư hội thẩm, nếu chứng minh cô ta thực sự trong sạch, trọng sẽ tự thả cô ta. Nhi tử ưu tú của ta không thể bị hủy trên tay của yêu nữ này được, phải vĩnh viễn hậu hoạn. Nếu thực sự sau khi tam tư hội thẩm còn có thể sống sót ra ngoài, thì ta thật đúng là con của ông trời rồi. Kẻ nào dám đụng đến chủ nhân ta, ta liều mạng với hắn. Bệ hạ, điều kiện của người ta có thể đáp ứng. Cái thực sự là quá tốt rồi, đa tạ đại sư. À không, là thiên sư đại nhân. Nhưng mà ta cũng có một điều kiện. Thiên sư có nói Ninh Tiết Mạch có phải cô rất hận ta đúng không? Bệ hạ, bên người ta thiếu một người thị thiếp mại mực bưng trà đưa nước. Thiên sinh, ngài không phải nói nàng là thiên sát cô tinh mệnh khắc hu, ngài sao lại? Mệnh của ta so với cô ta còn cứng hơn. Thiên sinh công bằng, hãy suy xét một lần nữ tử khác ở đây xem. Nếu tiên sinh muốn một người thị thiếp, trọng tin tưởng ngài cho dù chọn lựa ai cũng đều sẽ cực kỳ vui. Ta cũng không muốn khắc cái nàng. Nhưng mà bệ hạ yên tâm, ta mệnh tuy cứng lại chỉ khắc thê, không thể khắc cái khác. Ta chưa hẳn khắc được cô ta. Ta không gả cho độ bệnh nhân tâm thần. Hà tiên sinh, ngài xem nàng ta không đồng ý, cô ta còn chưa có tỉnh rượu. Nhưng nếu nàng ta vẫn không, ta tin tưởng bệ hạ sẽ có biện pháp làm nàng ta đáp ứng. Nếu ngày mai ta không thể có được kết quả vừa lòng, vị trí thiên sư này đành phải mời bệ hạ thỉnh cao minh khác. Ngày mai ta muốn người đến chính là một thị thiếp động tác lanh lẹ, làm việc nhanh nhẹn, thông minh nhanh đợi. Ta tin tưởng bệ hạ sẽ không làm ta thất vọng. Thuyết phục ương, muốn thuyết phục một tiểu cô nương gả cho người ta, lại còn là thiên sư tương lai hẳn là cũng không khó khăn lắm. Tuyết Bạch à, con muốn không được, không có khả năng, ta không đồng ý.